chương 101, thật ra mẹ tôi cũng mời đầu bếp đến. Tô Trung Nguyên mỉm cười, nhìn bên trái một chút bên phải nhìn một chút, nói, làm đại thọ 80 cho mẹ mà mọi người cứ làm thế này thôi. Chật chật chật, chị xem một bàn này toàn là món gì đây? Lung tung lộn xộn, chương trình cây nhà lá vườn, nuôi heo có khi heo cũng chẳng ăn. Chị cả, chú ba, mấy người kẹt xỉn cùng lắm là vậy thôi đúng không? Chuẩn bị tiệc mừng thọ cho mẹ keo kiệt thế này, thích hợp không? Nghe xong lời này, tô cầm trên mặt cũng không bình tĩnh nổi. Advertisement. Tô Hồng Văn càng chửi ầm lên, anh bớt ở đây nói sảm đi. Món ăn ở đây 800 đồng một bàn, mời đầu bếp đứng đầu thành phố Giang Nam, nói tôi keo kiệt bùn xỉn sao. Các người tự hỏi lòng một chút xem, nhiều năm như vậy là ai đang chăm sóc cho mẹ, nhiều năm như vậy rồi anh bỏ ra được một đồng nào không? Cứ tính lần chuẩn bị tiệc thọ này thôi, anh có bỏ đồng nào không? Tô Trung Nguyên, người phải lấy lương tâm làm trung tâm, vô sỉ khốn nạn giống như anh đây, tôi không chào đón, mời anh ra ngoài cho tôi. Tô Trung Nguyên ngửa đầu khinh bỉ nói, đầu tiên, đây là khách sạn, không phải nhà của cậu. Thứ hai, tôi tới đây để thăm mẹ tôi, không phải Tô Hồng Văn cậu. Cho nên cậu căn bản không có tư cách đuổi tôi đi, hiểu chưa? Ông ta vỗ tay thành tiếng, lập tức có một người đàn ông ngoại quốc mặc trang phục đầu bếp đi đến. Tô Trung Nguyên nói, tôi khác với tên quỷ nghèo kiết xác như cậu. Các cậu chỉ biết mời mấy tên đầu bếp đầu đường xó chợ làm những thứ đồ ăn buồn nôn, ngay cả heo cũng không ăn cho mẹ. Còn tôi, tôi đã tìm đầu bếp hàng đầu thế giới đến cho mẹ ngài Robert. Đây là ngài Robert, người có tài hoa đặc biệt về mặt nấu nướng và được lên trang bìa tạp chí ẩm thực toàn cầu. Xin hỏi, em ba, tên đầu bếp xác rưởi mà cậu tìm được ở khu giang nam có thành tựu như thế không? Tô Hồng Văn ngậm miệng quả thực đầu bếp ông mời không kém, đều là cao cấp nhất khu Giang Nam, nhưng khi đem so sánh với đầu bếp cao cấp hàng đầu thế giới như Robert đây thì vẫn chênh lệch không nhỏ. Ông tức giận khẽ nói, bình thường chẳng thèm quan tâm tới mẹ, đến lúc chia ra sản mới quay về xung xoe, thật sự khiến người khác buồn nôn. Tô Trung Nguyên cười cười với bà cụ, mẹ, mẹ đừng ăn những thứ rác rưởi này, chờ lát nữa con bảo ngài Robert làm một bàn đồ ăn thật ngon để mừng đại thọ cho mẹ, có được không? Tô cầm thở dài rồi chỉ trích, Trung Nguyên à, khẩu vị của mẹ rất đặc biệt. Em mời đầu bếp Tây Dương đến đây thì sao có thể làm ra món mẹ thích ăn? Sợ là không đáng tin chút nào. Tô Trung Nguyên tức giận, chị cả, một người phụ nữ như chị thì biết cái gì. Ngài Robert đây là đầu bếp hàng đầu thế giới, anh ta không đáng tin cậy thì còn ai vào đây? Hơn nữa, chị cả, em không phải nói chị đâu chứ, cậu ba tốt xấu gì cũng còn biết mời mấy tên đầu bếp rác rưởi đến làm trò chị thì sao? thân là chị cả, chị ngay cả rắm cũng không thả, đầu bếp cũng không mời, chẳng có chút hiếu thảo nào mà còn làm nhảm với em. chị có thể diện không vậy? tô cầm là một người phụ nữ bị dèm pha trước mặt mọi người như vậy nên gương mặt bà không khỏi đỏ bừng lên. giang sách bên cạnh bước ra, mỉm cười nói, thật ra mẹ tôi cũng mời đầu bếp đến. lúc này tô cầm mới nhớ ra, chẳng phải bà đã dặn dò giang sách mời đầu bếp tốt sao? sao lại có thể quên được chứ? Tô Trung Nguyên cười ha hả, e rằng không phải tên đầu bếp lề đường rác rưởi nào chứ. Giang sách hứng hờ nói, chuyện khác không dám nói, nhưng chắc chắn tốt hơn quỷ Tây Dương mà ông mời. Ồ, mạnh miệng thật, mời ra cho tôi xem chút đi. Giang sách bấm số điện thoại của nhiếp tranh, không bao lâu sau, nhiếp tranh đã bước vào đại sảnh, đi tới trước mặt bọn họ. Giáng vẻ của nhiếp tranh vô cùng hiên ngang, đầy phong thái, cho người ta một cảm giác không giận tự uy, nhưng mà cánh tay của ông ấy. Tô Trung Nguyên nhìn xong cười ầm lên, thật xin lỗi, thật xin lỗi, từ đầu tôi bảo lề đường là sai rồi, tên này chắc hẳn nhặt ra từ đống rác nhỉ. Trời ạ, à, mọi người có bao giờ gặp đầu bếp một tay chưa? Chuyện Tấu hài à. Chương 102, có gì mà không dám. Mọi người ở đây cũng nhao nhao líu lưỡi, trong lòng tự nhủ Tô Cầm thật là, sao có thể qua loa tắc trách với sinh nhật của mẹ mình như thế cho dù không có tiền thì cũng phải gom góp mời một đầu bếp đáng tin chút chứ. Không cần là đầu bếp đứng đầu thì cũng ít nhất là đầu bếp trong tiệm cơm. Tìm tên đầu bếp của tay này đến, cho rằng ông ấy là dương quá sao. Làm thế nào nấu ăn với cánh tay này được, đúng là làm bậy. Advertisement, tô cầm cũng không nhịn được nữa, bà liếc mắt nhìn giang sách với sự giận dữ ngập tràn. Lần này hay lắm, bà mất mặt muốn chết rồi. Trong lúc mọi người đang cười nhạo, nhiếp tranh không kiêu ngạo cũng không tự ti ông ấy bình tĩnh nói thân là đầu bếp mấy cánh tay không quan trọng quan trọng là có thể nấu ra đồ ăn ngon hay không có một số người mặc dù tứ chi lành lặn nhưng đồ ăn làm ra lại như kẻ nghèo hèn khó mà nuốt trôi được tô trung nguyên ngừng cười rồi hỏi ông nói vậy là có ý gì ông cho rằng đồ ăn ông làm ngon hơn ngài robert sao ông là cái thá gì chứ dám phát ngôn bừa bãi ở đây robert đã không đợi ông ta nói xong nhiếp tranh nhẹ nhàng tiếp lời, Trung Hoa có nền văn minh 5.000 năm, lịch sử lâu dài, lãnh thổ rộng thổ. Trên vùng đất rộng lớn này có đến hàng vạn món ăn. Thậm chí dù là cùng một món ăn, những vùng miền khác nhau cũng có thể có hương vị và cách làm hoàn toàn khác biệt. Theo thời gian, ẩm thực được chia thành 8 loại, Tứ Xuyên, Sơn Đông, Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô, Chiết Giang, Hồ Nam và Huệ Nam. Càng chia nhỏ hơn thì càng phức tạp, không thể liệt kê rõ ra xét kỹ năng nấu nướng phương pháp dụng cụ nhà bếp cả thế giới cộng lại không bằng một của trung hoa đầu bếp đứng đầu mãi mãi cũng sẽ là đầu bếp trung hoa ông tìm một tên quỷ tây dương làm cơm tây đến trung quốc tạo dáng đúng là làm trò hề cho thiên hạ phong cách phương tây của bọn họ so với kho tàng trù nghệ trung hoa của chúng ta thì chẳng đáng nhắc tới phương pháp lạc hậu kỹ năng tầm thường số lượng hương vị càng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay cho dù lên tạp chí ẩm thực thì sao một đống giấy rách của người ngoại quốc thôi, chúng ta phải quỳ liếm sao? Tô Trung Nguyên nghe xong thì á khẩu, không biết nói gì cho phải. Giang sách âm thầm bật cười, anh không ngờ nhiếp tranh lại rất giỏi ăn nói. Chuyện này cũng không kỳ lạ gì, ở những lĩnh vực khác thì có lẽ nhiếp tranh không có quyền nói chuyện, nhưng xét trên mặt ẩm thực, ông ấy có tư cách nói chuyện hơn bất kỳ ai. Tô Trung Nguyên tức giận tới mức cả người run rẩy nhưng lại không thể phản bác. Robert đi ra, nói chuyện với khẩu âm ngoại quốc, cho dù khéo miệng đến đâu, không có thực lực chống đỡ thì cũng chỉ là tôm tép na hi nhép. Ai làm đồ ăn ngon hơn thì thử một lần là biết. Đúng, Tô Trung Nguyên hỏi, vậy, đại hiệp cụt một tay, ông dám đấu với ngài Robert một lần không? Nhiếp tranh ngẩng đầu lên, có gì mà không dám? Hay lắm, bây giờ lập tức đấu ngay. Tôi trái lại muốn xem thử tên khốn cụt tay như ông có tài đức gì mà dám mạnh miệng như thế. Đám người lập tức nhao nhao tránh ra để chừa chỗ. Robert và phụ bếp chuẩn bị các loại dụng cụ làm bếp, nguyên liệu nấu ăn. Còn Nhiếp Tranh chỉ có một mình đảm nhiệm mọi việc, không cần bất kỳ ai giúp đỡ. Rất nhanh sau đó, hai người bắt đầu nấu nướng thức ăn của phần mình. Đừng thấy Nhiếp Tranh chỉ có một tay mà khinh thường, kỹ thuật nấu nướng của ông ấy tuyệt đối cao siêu, có vài chuyện mà nhiều người có hai tay làm không được thì ông ấy có thể xử lý một cách hoàn hảo chỉ với một tay. Khác với Robert Trước mỗi lần nấu ăn, nhiếp tranh đều muốn quan sát tỉ mỉ phản ứng của bà cụ, cũng hỏi thăm kỹ tô cầm và tô hồng văn về tình hình của bà cụ. Khoảng một tiếng sau, hai người lần lượt hoàn thành thức ăn của mình. Robert chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, còn nhiếp tranh chỉ mang ra một thứ giống vỏ rượu rồi đặt lên bàn. chương 103, không ăn, ta không ăn. Tại hiện trường đã kê sẵn hai chiếc bàn lớn được để chống phía trên, một chiếc chứa đầy các món ăn của Robert, chiếc còn là của nhiếp tranh, bên trên lại chỉ để một cái bình. Đầu tiên phải kể đến phải là các món ăn của Robert, sau khi thức ăn được mở nắp, các món ăn tinh xảo đều lộ ra bên ngoài. Năm màu rực rỡ sắc thái đa dạng, phong phú vô cùng. Advertisement Hương thơm thoang thoảng phiếu tán trong không khí, vương vấn khắp mọi nơi khiến người xem phải nuốt nước miếng liên tục. Không riêng gì màu sắc đẹp đẽ, mùi hương mê người, mà chạm khắc cũng vô cùng tinh xảo, cho dù ở đẳng cấp nào thì đây cũng là những món ăn tuyệt vời nhất cho một bữa tiệc hoàn hảo long trọng. Nhìn lại cái bình của Nhiếp Tranh một chút, chất liệu bằng đất nung vừa xấu xí lại thô kệch, đơn giản là không thể so sánh cùng nhau. Cũng giống như một vị công chúa cao quý cùng một cô thôn nữ nghèo khổ, giữa hai người tựa hồ không không có điểm chung gì có thể mang ra so sánh, tựa như một trời một vực. Tô Trung Nguyên thấy món ăn của Nhiếp Tranh không nén được buông lời châm chọc mỉa. "Mai, nhìn đi." ông ta lắc qua lắc lại cả nửa ngày, kết quả là làm ra một thứ rác rưởi như thế này. Hãy nhìn những món ăn ngon lành của Robert mà xem, mỗi một món ăn đều có thể dùng từ tác phẩm nghệ thuật để hình dung cũng không quá đáng, thế nào, bây giờ thì đã biết cái gì gọi là tranh lệch chưa? Nhiếp tranh không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, đúng thật, nói về sắc hương vị và hình dáng bên ngoài, bất kỳ một món ăn nào ở trên bàn của ngài Robert đều hấp dẫn hơn của tôi. Coi như ông còn biết được bản thân mình có khả năng gì. Nhưng mà, nhiếp tranh hai mắt lộ ra một đạo quang mang, điều quan trọng nhất của các món ăn là phải làm người ăn cảm thấy hài lòng, món ăn đó phải khiến cho người thưởng thức chúng ăn như muốn nuốt cả ngón tay vào bụng. Nếu như chỉ tập trung chú trọng vào vẻ bề ngoài mà bỏ qua giá trị nội tại bên trong của chính các món ăn, ngược lại thật sự không đáng. Tô Trung Nguyên diễu cợt, được thôi, đã thể tôi sẽ khiến cho ông chết được nhắm mắt. Hiện tại chúng ta liền đem hai bàn đồ ăn đưa lên cho mẹ của tôi ăn thử ai ăn ngon hay không, nhìn liền biết được ngay thôi. Nói xong ông ta liền bưng lên một chén điểm tâm đi tới trước mặt bà cụ. Mẹ, mẹ há miệng ra, đây là bánh sinh nhật do ngài Robert chính tay làm, mẹ cắn một miếng thử xem sao. Tô Trung Nguyên đem bánh ngọt đút vào miệng bà cụ, kết quả. Bà cụ lập tức quay phát mặt đi, rất ghê tởm nói, không ăn, không ăn. Sắc mặt Tô Trung Nguyên lập tức trầm xuống, mẹ, món này ngon lắm, mẹ ăn một chút đi không ăn, có mùi khó chịu lắm. Có mùi. Tô Trung Nguyên cầm thử một miếng đưa lên mũi người thử, không có mùi gì hết mà. Tô cầm ở bên cạnh thấy thế trong lòng thật vui vẻ, ngoài mặt vẫn giả bộ nói, mẹ có khẩu vị khác với người bình thường, khi người khác người cảm thấy mùi vị rất thơm ngon nhưng mẹ ngửi vào lại cảm thấy hôi thối, cũng không có gì phải ngạc nhiên đâu. Tô Trung Nguyên không hiểu rõ chân tướng bên trong, còn muốn mạnh mẽ bà cụ ăn một miếng, kết quả lại bị bà cụ cầm lấy ném trên mặt đất không ăn ta không ăn tô trung nguyên không còn cách nào khác đành phải đứng dậy đặt bánh ngọt xuống đổi lấy một bát canh còn chưa kịp bưng lên đã bị bà lão lần nữa hất đổ nhiều lần liên tiếp bà cụ hoặc lật úp bát đĩa hoặc quay mặt đi nhất quyết không ăn đến cuối cùng một bàn toàn những món ngon mỹ vị bà cụ cũng không đụng đến một miếng nào tô trung nguyên gấp gáp đến mức đầu đầy mồ hôi ông ta không thể nào tin được kết quả này cầm đũa tự mình nếm thử những món ăn này robert làm không tệ rất ngon làm sao có thể giang sách cười nhàn nhạt nói xem ra vị đầu bếp đẳng cấp thế giới này của ông cũng không thể làm cho bà cụ cảm thấy vừa lòng tô trung nguyên tức giận thở không ra hơi gầm lên mẹ tôi chẳng qua gặp chút vấn đề về ăn uống bà không thèm ăn cho nên dù ai làm bà cũng không thích đó vốn không phải là lỗi của ngài robert phải không nhiếp tranh đứng dậy đem nắp bình thức ăn mở ra trong nháy mắt mùi hương bốc lên xông thẳng vào mũi mọi người ông ta nhìn quanh điềm tĩnh nói, món ăn này không phải cứ càng tinh tế, càng đắt tiền thì sẽ càng ngon. Đó là vấn đề về sự phù hợp. Ví dụ, có một số người không thích ăn cá, cho dù anh có nấu nó ngon và hoàn hảo đến đâu đi nữa người ta không thích thì chính là vẫn không thể nào ăn nổi. Một đầu bếp giỏi không chỉ cần biết nấu ăn mà còn phải hiểu được lòng khách hàng. Dưới những cung bậc cảm xúc khác nhau, khẩu vị cũng sẽ khác nhau rất lớn. Mặc dù là cùng loại cảm xúc hạ, nhưng trong tình trạng bệnh tật hay sức khỏe khác nhau, khẩu vị cũng sẽ khác nhau. Chương 104, cũng dám ở trước mặt tôi la lối om sòm. Người đầu bếp không biết cách cảm thụ lời nói, không biết cách thay đổi khẩu vị món ăn theo cảm xúc và khẩu vị của khách hàng thì chỉ biết nấu những món ăn giống nhau, giáo điều, cứng nhắc và tất nhiên bọn họ không bao giờ được coi là đầu bếp giỏi. Con người có thể nấu ăn và máy móc cũng có thể nấu ăn. Sự khác biệt lớn nhất giữa con người và máy móc chính là những món ăn do con người làm ra là có cảm xúc. Trong lúc nói chuyện, nhiếp tranh đã đổ một chén canh từ trong bình ra ngoài, bên trong còn kèm theo thịt nát, rau dưa, v. Nhìn qua giống như là một chén lẩu thập cẩm. Canh còn chưa kịp đưa đến trước mặt bà cụ, đã thấy biểu tình của bà lập tức liền thay đổi. Advertisement. Bà cúi đầu ngửi ngửi, thơm quá, thơm quá, tôi muốn ăn. Mọi người đứng xem trợn mắt há hốc mồm. Khi nhiếp tranh mang canh đến, bà cụ không thể chờ đợi được nữa, há to miệng hút một ngụm, ăn uống sạch sẽ canh và thịt. Một chén còn chưa đủ, liền một hơi uống hết ba chén canh lớn mới chịu dừng lại. Sau khi uống xong, sắc mặt lẫn tinh thần đều rất sảng khoái, nhìn qua vô cùng tốt, hơn nữa giống như lý trí cũng được khôi phục lại một chút. Nhìn thấy điều này, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, cảm thấy tay nghề của nhiếp tranh thật quá phi thường, quả thực chính là chủ thần giảng thế. Giang sách cười cười, đi đầu vỗ tay thật lớn tán thưởng tài nghệ của ông ta những người khác từ trong trái tim mình cũng không ngớt những lời tán dương dành cho vị đầu bếp chỉ có một tay nhưng vô cùng tài giỏi này liên tiếp những chàng pháo tay chân thành tha thiết vang lên không ngớt ngay cả tô trung nguyên và robert đang đứng giữa cũng đều phải cúi đầu tỏ vẻ xấu hổ vốn định đến đây để thể hiện tài nghệ nấu ăn của mình một chút và làm bẽ mặt đám người tô cầm tô hồng văn kết quả ai có thể nghĩ đến nửa đường lại nhảy ra một nhiếp tranh như thế này chủ nghệ của ông ta quả thực phải công nhận là đã đạt tới trình độ tuyệt hảo rồi. Mà ngay tại thời điểm này, ánh mắt bà cụ đột nhiên dạng dỡ hẳn lên, nhìn chằm chằm vào tô trung nguyên, ngữ khí bất thiện hét lớn, thằng hai, cuối cùng thì anh cũng chịu trở về nhà rồi. Tô trung nguyên khiếp sợ, lại nhìn bà cụ, phát hiện hai mắt bà sáng người có thần, cùng với bà cụ mắc chứng bệnh mất trí nhớ trước đây khác nhau hoàn toàn. Tô cầm cùng tô hồng văn cũng hoảng sợ. Bà cụ đây là đã khôi phục thần trí rồi sao? Mẹ, mẹ có tỉnh táo không vậy? Tô Trung Nguyên ngập ngừng hỏi. Bà cụ hừ lạnh một tiếng, tỉnh táo hả? Anh ước gì tôi lúc nào cũng ngốc như vậy mới tốt đúng không? Để sau khi tôi chết đi sẽ lấy được tài sản chứ gì? Tô Trung Nguyên xấu hổ cười cười, mẹ, mẹ đang nói đi đâu vậy, làm sao có thể? Câm miệng, bà cụ mắng, từng ấy năm tới nay, anh ở nước ngoài tiêu giao sung sướng, đối với một bà già như tôi chẳng quan tâm gì, nếu không phải có chị cả và anh ba của anh chăm sóc, tôi sợ là mình đã sớm đói chết ở nơi đầu đường xó chợ nào rồi. Hiện giờ thấy tôi bệnh nặng, cho rằng tôi không còn sống được mấy ngày nữa, liền nghĩ trở về tranh giành gia sản đúng không? Tôi nói cho anh biết, đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Sau khi tôi chết, tất cả tài sản đều sẽ giao cho Tô Cầm và Tô Hồng Văn, riêng người con trai lớn là anh một xu cũng đừng hòng nghĩ tới. Nhìn thấy anh tôi thấy rất phiền chán hiện tại lập tức biến mất khỏi tầm mắt tôi ngay. Tô Trung Nguyên bị bà cụ mắng cho xối xả không ngóc đầu lên được. Cuối cùng, ông ta cũng không thèm giấu giếm gì nữa, phất tay một cái, tất cả vệ sĩ lập tức tiến lên phía trước. Ông ta âm lãnh nói, tốt thôi, cái đám người nghèo kiết hủ lậu các ngươi bây giờ muốn liên hợp lại chơi tôi đúng không? Còn muốn tôi biến mất, ha ha, tôi đã cố gắng khách khí với các ngươi rồi, lại còn không biết trời cao đất rộng là gì, Thật sự còn tự cho mình là rất quan trọng sao? Hôm nay tôi đứng ở đây để xem thử ai trong các người có tư cách để tôi đi. Giang Sách khẽ thở dài, đứng dậy. Cho ông 10 giây, cút ngay. Tô Trung Nguyên liếc mắt nhìn Giang Sách một cái, cười nói, cậu thì tính là cái thứ gì? Cũng dám ở trước mặt tôi la lối om sòm. Giang Sách lắc lắc đầu, trên đời này luôn có một số người nếu như mình cho họ một chút mặt mũi, bọn họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ chịu nhớ lâu một chút xem mình là ai. Vì vậy anh trầm mặt đi về phía Tô Trung Nguyên. Tô cầm sốt ruột lo lắng muốn giữ tay giang sách lại, nhưng bị Tô Nhàn đứng ra ngăn cản. Dù sao cô ấy cũng đã từng được chứng kiến qua sức mạnh của giang sách khủng bố như thế nào rồi. Lúc ấy chỉ có một mình anh mà có thể giải quyết nhanh chóng mười mấy hai mươi người của Long đầu chọc chỉ trong vòng chưa đến ba mươi giây. Hiện tại chỉ với năm sáu tên vệ sĩ trước mắt này căn bản không đủ để làm khó được anh rồi. Mắt thấy Giang Sách đi tới, một người trong đó có thân hình cao gần 1m9 cơ bắp quần cuộn tiến lên phía trước đón đường, đưa tay muốn nắm lấy cổ áo của anh. Chương 105, chỉ hơi tốt một chút thôi sao? Thời gian trước sau không quá 4 năm giây, vậy mà mấy tên vệ sĩ cao to cường tráng này đều bị một mình Giang Sách đánh cho thảm hại không ngóc đầu lên được. Tô Trung Nguyên giật mình sợ hãi liên tục lùi về sau mấy bước. Đây là chuyện con người có thể làm được sao? Không thể nào, đây chính là một con quái vật mới đúng. Advertisement Đứng trong đám người vây xem, nhiếp tranh khẽ bật cười, danh hiệu tu la chiến thần của Tây Cảnh đâu phải tùy tiện muốn cấp cho ai thì cấp. Đừng nói mấy tên giá áo túi cơm này, cho dù bây giờ số người tiến đánh nhiều gấp 10 lần hiện tại đi chăng nữa cũng không ai làm gì được anh sau khi nhẹ nhàng giải quyết xong mấy người vệ sĩ giang sách liền đi lên phía trước nắm lấy cổ áo tô trung nguyên kéo lê trên mặt đất xiết cổ ông ta chặt đến mức cơ hồ thở không nổi giống như đang kéo một con lợn chết anh chậm rãi đem tô trung nguyên từ trong nhà kéo ra phía cửa trực tiếp ném ra bên ngoài thân mình của ông ta bay lên đánh mạnh vào cây cột bên đường tô trung nguyên đau đớn không ngừng hét lên giang sách hung thần ác sát đứng ở trước mặt ông ta Mặt không biểu tình nhàn nhạt nói, không phải ông rất xính ngoại sao. Hiện tại mua vé máy bay đi ra nước ngoài ở ngay lập tức cho tôi, không bao giờ được phép quay trở về nước thêm một lần nào nữa. Từ giờ trở đi nếu để tôi còn nhìn thấy ông xuất hiện ở trong nước, thấy một lần tôi sẽ đánh một lần. Tô Trung Nguyên sợ hãi tới mức sắc mặt trắng bệch, gật đầu liên lịa. Được được, tôi lập tức đi ngay đây. Ông ta cũng bất chấp hình tượng của mình, giống một con chó vừa bò vừa chạy ra ngoài nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người giang sách đứng ở trong gió đêm mỉm cười lắc lắc đầu tô cầm tô hồng văn và những người khác cũng đi ra nhìn tô trung nguyên chật vật chạy trốn không khỏi bật cười vui vẻ giang sách có chút xin lỗi nói mẹ cậu con xin lỗi đáng lý ra trong ngày mừng thọ của bà ngoại con không nên đánh nhau với người ta như thế này tô hồng văn xua tay không có chuyện gì tên khốn tô trung nguyên kia nhìn thấy ông ta là cậu liền tức giận Hôm nay may mà có cháu thay cậu hung hăng giáo huấn ông ta một trận, cậu còn phải cảm ơn cháu mới đúng. Nhưng mà Giang Sách này, thân thủ của cháu thật đúng là không hề đơn giản nha. Giang Sách cười nói, không có gì, chỉ là cháu đã từng đi lính ở Tây Cảnh được mấy năm, cho nên kỹ năng so với những người khác cũng tốt hơn một chút mà thôi. Chỉ hơi tốt một chút thôi sao? Nhiếp Tranh ở một bên trong lòng cười khổ, Giang Sách thật sự là quá mức khiêm tốn rồi dõi mắt nhìn toàn bộ vùng tây cảnh này, sẽ có được mấy người có thân thủ giỏi như anh cơ chứ. Danh hào tu la chiến thần cũng đâu phải tự nhiên không làm gì mà có được. Tô Nhàn đang đứng một bên chạy tới, con đã nói là thân thủ của anh rể rất lợi hại mà, ba còn không chịu tin lời con nói, lần này thì ba được tận mắt nhìn thấy rồi nhé. Tô Hồng Văn chừng mắt lườm có một cái, không lớn không nhỏ, được rồi, tiệc mừng thọ hôm nay đến giờ cũng gần xong rồi, hiện tại con có thể về nhà được rồi đó. Tô nhàn thè lưỡi, con không muốn trở về, làm con gái đi lại ban đêm không an toàn. Điều này cũng đúng, Tô Hồng Văn nhìn về phía Giang Sách, "Giang Sách, nếu không cháu đưa con gái của cậu về nhà được không?" Dù sao thân thủ của cháu tốt như vậy, có cháu đưa con bé về cậu cũng yên tâm hơn. "Dạ, chuyện này." Giang Sách tiến thoái lưỡng nan, đáp ứng cũng không tốt, không đáp ứng lại càng không tốt. Tô nhàn ngược lại vui mừng hớn hở sở dĩ cô ấy không muốn trở về chính là bởi vì muốn được ở cùng giang sách nhiều hơn một chút lúc này nghe được anh sẽ đưa mình về trong lòng như muốn nở hoa cầm chặt cánh tay anh ngượng ngùng lắc lắc anh rể một mình đi về em sợ lắm anh chở em về nhà được không giang sách bất đắc dĩ thở dài cầm chìa khóa xe của tô hồng văn đưa tô nhàn rời đi nhiếp tranh ở một bên trong mắt hiện lên ý cười vui vẻ lão đại không chỉ thân thủ giỏi giang đối xử với phụ nữ lại vô cùng tốt ước chừng cả đời này đều sẽ làm khổ không ít phụ nữ cho mà xem. Lúc này ở một góc khuất không ai chú ý. chương 106, chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Trịnh Vận Hiện đang bị thương cả về thể xác lẫn tinh thần đột nhiên thò đầu ra nhìn Giang sách cùng tô nhàn cùng nhau bước lên một chiếc xe, nghiến răng nghiến lợi tức giận. Giang sách, đồ khốn nạn, mày đã có vợ rồi vậy mà còn dám nhớ thương cô em vợ. Ăn trong chén nhìn trong nồi, quả thực không bằng heo chó. Advertisement. Tô Nhàn, em nhất định phải gả cho anh, đừng ai nghĩ có thể cướp em đi ra khỏi vòng tay của anh được. Vừa nói anh ta vừa lấy di động ra bấm số gọi đi. Sau khi đầu dây bên kia có người nghe máy, anh ta nhỏ giọng nói, xe đã bắt đầu chạy rồi, Tô Nhàn đã lên xe rời đi cùng với một người đàn ông, nhưng không phải như kế hoạch trước đó, người đàn ông này không phải là ba của cô ấy. Cho nên, các người cũng không cần khách khí làm gì, có thể đánh chết anh ta cũng được. Có điều tôi phải nhắc nhở các người một câu, người đàn ông này thân thủ rất lợi hại, tốt nhất là nên chuẩn bị thêm nhiều người hơn chút nữa. Nhớ kỹ, đàn ông có thể đánh chết, người phụ nữ thì chỉ được hù dọa, nhưng không được phép chạm vào. Chờ khi tôi đến, chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Bây giờ tôi sẽ đọc biển số xe để cho mọi người dễ nhận biết. Bọn họ đi trên một chiếc xe SUV màu trắng, biển số xe là. Sau khi bàn bạc xong tất cả mọi chuyện, Trịnh Vận cúp điện thoại. Trong lòng thật vui vẻ nói thầm, Giang Sách, mày dám cướp đoạt người phụ nữ của tao hả? Ha ha, hôm nay tao sẽ khiến cho mày chết không có chỗ chôn thân. Vốn dĩ sáng sớm hôm nay trước khi đi đến tiệc mừng thọ Trịnh Vận đã sắp đặt thật tốt mọi thứ, thừa dịp đêm tối để cho một nhóm côn đồ ở trên đường về chặn xe của tôi nhàn lại, sau đó người đàn ông đi cùng thì có thể đánh đập, nữ thì đùa giỡn một chút. Khi thời cơ đến anh ta sẽ giả vờ vô tình đi ngang qua, diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân đến lúc đó tô nhàn sẽ bị anh ta làm cho cảm động cũng cảm thấy giang sách là kẻ vô dụng bất tài anh ta có thể thuận lý thành trương cùng tô nhàn hạnh phúc bên nhau mọi thứ đều được thiết kế hoàn mỹ như vậy hắc hắc tô nhàn để xem em làm sao chạy thoát khỏi lòng bàn tay anh đây trên đường chiếc suv màu trắng đang chậm rãi tiến về phía trước dù sao trời cũng rất tốt giang sách lấy an toàn làm chủ nên không cho xe chạy quá nhanh Suốt chặng đường này Tô Nhàn đều không ngừng trò chuyện cùng anh, nói chuyện trên trời dưới đất, vui vẻ vô cùng. Cũng không biết vì cái gì, một người luôn đối đãi lạnh lùng với người khác như cô, mỗi khi gặp được giang sách sẽ nhịn không được nói chuyện không ngừng. Kỳ thật đây chính là tâm tình thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu đi. Trong số những người đàn ông mà Tô Nhàn đã gặp, chưa bao giờ có ai tốt đẹp, yêu tủ giống như giang sách vậy. Càng nhìn anh cô ấy càng cảm thấy yêu thích, cũng thấy thật đau lòng. Đau chính là, tại sao lúc trước anh ấy lại lựa chọn kết hôn cùng với chị họ của mình là Đinh Mộng Nhiên, mà không phải Tô Nhàn. Không một ai biết cô ấy muốn đổi vị trí cho Đinh Mộng Nhiên đến nhường nào. Đáng tiếc trên đời này không có từ nều, càng không có bắt đầu lại từ đầu. Sự sắp đặt của số phận chính là luôn bất công như vậy, dù có thích lại cũng chỉ vì thân phận xấu hổ mà mãi mãi chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào. Tưởng tượng đến nơi đây, tô nhàn liền khổ sở muốn khóc lên mà lúc này giang sách vẫn đang bình tĩnh điều khiển cho xe chạy trên đường từ kính chiếu hậu anh phát hiện có một chiếc xe đã bám theo xe của mình từ rất lâu rồi nhận thấy có gì đó không ổn anh hạ giọng nói nhỏ với tô nhàn chiếc xe phía sau có vấn đề nhớ để ý cẩn thận một chút tô nhàn nghe vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua phát hiện phía sau xe đúng là có một chiếc xe tải màu trắng bạc đang lén lút đi theo trước khi cô ấy kịp phản ứng giang sách đã đạp mạnh chân phanh khiến chiếc xe đột ngột dừng lại có chuyện gì vậy? Tô Nhàn vừa hỏi xong liền nhìn thấy phía trước mặt cũng có hai chiếc xe tải màu trắng bạc đang đứng chặn đường, vừa khéo ba chiếc xe chắn ngang xe của họ ở chính giữa. chương 107, người đó chỉ có thể là Tô Nhàn. Sau đó một nhóm người hùng hổ bước xuống. Trên tay mỗi người đều cầm sẵn dao găm, dao dựa, thanh sắt và những thứ khác tương tự. Là một người phụ nữ, dưới tình huống đêm tối như thế này, Tô Nhàn theo bản năng liền thấy rất sợ hãi, mặc dù có giang sách ở ngay bên cạnh, cô ấy vẫn không tự chủ được bắt đầu run giấy. Cho dù giang sách có lại lợi hại đến đâu đi nữa, làm sao có thể đánh thắng được những kẻ côn đồ tay lăm lăm vũ khí thế này, trong khi tay anh không có một tấc sắt phòng thân. Tô nhàn sợ hãi hỏi, bọn họ là ai vậy? Là người của Tô Trung Nguyên sao? Advertisement. Không giống. 22. Giang sách bình tĩnh nói, em cúi thấp đầu xuống, khóa chặt cửa xe lại, Nhớ kỹ ở yên trong xe không được phép ra ngoài, để anh ra xem thử có chuyện gì. A, à, Tô Nhàn lo lắng giữ chặt anh lại, "Đừng, bọn họ có rất nhiều người, lại còn mang theo vũ khí, tốt hơn hết chúng ta cứ ở yên trong xe không ra ngoài, gọi điện thoại báo cảnh sát là được rồi." Giang Sách Vỗ vỗ tay cô ấy, mỉm cười nói, "Yên tâm đi, những người này không làm gì anh được đâu." Trong lúc hai người đang nói chuyện, mấy tên côn đồ đã đi tới rồi trước mặt một đám không ngừng huýt sáo trong miệng phun ra những lời hạ lưu dơ bẩn tô nhàn nghe thấy mặt mũi đỏ bừng tức giận em gái nhỏ ra ngoài chơi với anh trai nào trông em cũng không tồi rất xinh đẹp sao lại đi cùng với một kẻ bất lực thế này làm gì qua đây chơi với mấy anh đi xuống xe xuống xe đi bọn anh đang rất nóng lòng muốn được nghe tiếng kêu của em đấy giang sách nhíu nhíu mày đẩy cửa xe bước ra ngoài chúng tao muốn cô ấy đi xuống đây chứ không phải mày Mày chạy ra làm cái gì? Trời ạ, à, chắc là mày nghĩ muốn một mình đánh nhau với mấy người bọn tao hả? Không tự lượng sức mình, anh em đập chết nó đi. Ngay sau đó một vài người trong bọn họ cầm vũ khí hùng hổ tiến lên, thời điểm vừa mới chuẩn bị động thủ đánh người, liền nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Giang Sách được đèn xe chiếu xuống, trong nháy mắt sợ tới mức hồn vía bay thẳng lên trời, cả một đám chết chân tại chỗ không dám tiến lên thêm một bước nào nữa. Ở đối diện Giang sách đều đã chuẩn bị tâm lý rất tốt để chuẩn bị chiến đấu, lại bị sự thay đổi đột ngột của bọn họ làm cho kinh ngạc. Vừa mới còn kêu là đòi đánh đòi giết như thế nào lại không đánh nữa rồi. Sau khi do dự trong chốc lát, đám người liền tách ra, một người đàn ông vóc dáng mập thấp đi tới, nhìn chằm chằm vào giang sách từ trên xuống dưới, nở nụ cười tươi giói. Ai nha, đây không phải đại ca giang sách sao? Thật là nước lớn trôi miếu Long Vương, người một nhà lại không biết là người một nhà. Giang sách sừng sốt nhìn kỹ lại, phát hiện người đàn ông thấp bé trước mắt này chính là bệnh lão hổ mấy ngày trước mới đi nhà bọn họ để thu tiền. Hôm ấy gã ta bị long đầu chọc dậy dỗ rất thê thảm, từ đấy mỗi khi nhìn thấy giang sách trong lòng gã luôn sinh ra bóng ma sợ hãi. Gã không thể nào tưởng tượng được mục tiêu động thủ đêm nay lại là giang sách. Bệnh lão hổ lau mồ hôi lạnh, vẫn còn may là mình có ánh mắt tốt kịp thời nhận ra giang sách, nếu không lỡ tay đánh nhau với giang sách rồi, trở về thế nào cũng bị long đầu chọc cho người đem gã đi rút gân lột ra mất. Trong lòng gã thầm mắng Trịnh Vân mấy chục lần, cũng không chịu hỏi thăm xem thực lực của đối phương như thế nào đã muốn dây vào, đây không phải là đem gã đẩy vào hố lửa. Sao? Giang sách nhàn nhạt hỏi, bệnh lão hổ, xem ra anh đối tôi rất không vừa lòng, một hai đều phải cùng tôi tính rõ ràng mọi chuyện phải không? Bệnh lão hổ nghe vậy sợ tới mức liên tục xua tay, không có, không thể nào. Nói thật với anh, tôi thực sự đang làm việc cho người khác, nhận tiền của người không thể không làm việc. Giang sách nhíu mày, hóa ra bệnh lão hổ không phải vì trả thù chính mình mà tới đây, vậy thì vì ai mà tới? Người đó chỉ có thể là tô nhàn. Anh trầm giọng hỏi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Bệnh lão hổ một năm một người đem tất cả nói ra, thì ra gã nhận của trịnh vận 60 vạn tệ, phối hợp anh ta diễn một vở diễn, hành hung nam nhân quấy rối phụ nữ, quay đầu lại, anh ta sẽ giả vờ vô tình chạy đến anh hùng cứu mỹ nhân, khiến người phụ nữ đang ở trên xe phải lòng và yêu anh ta say đắm. Nghe xong những lời miêu tả của bệnh lão hổ, tôi nhàn thiếu chút nữa không nhịn được nôn ra. Đã từng gặp rất nhiều kẻ ghê tởm, nhưng chưa bao giờ gặp qua một kẻ ghê tởm đáng khinh như vậy. Thật là một tên cặn bã, Tô Nhàn tức giận mắng một câu. Bệnh lão hổ đưa ra gương mặt tươi cười, chuyện này, giang sách đại ca, Chúng tôi thật sự không biết người mà Trịnh Vận muốn đánh lại chính là anh, càng không biết người anh ta muốn chiếm lấy lại là bạn gái của anh, nếu mà chúng biết trước, cho dù có cho 10 cái lá gan cũng không dám làm bậy như vậy. Bị gã cho rằng Tô Nhàn trở thành bạn gái của mình. Giang Sách xấu hổ ho khan một tiếng, ây, anh hiểu lầm rồi, cô ấy không phải của tôi." Chương 108, rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Ngược lại là trong lòng Tô Nhàn cực kỳ vui sướng cô ấy thực sự rất thích loại cảm giác bị hiểu lầm thành người phụ nữ của Giang Sách, mặc dù chỉ là hiểu lầm, mặc dù chỉ là trong chốc lát, nhưng đối với cô ấy mà nói cũng là một món quà khó có được do trời cao, ban thưởng cho mình. Bệnh lão hổ củi cúi người, cái kia, nếu hiểu lầm đều đã được giải thích rõ ràng, chúng tôi liền đi trước, đại ca chúc ngài buổi tối sinh long hoạt hổ, trăm trận trăm thắng. Giang sách không còn lời gì để nói với gã, cũng không biết dùng từ gì để hình dung chính xác cái đám lưu manh này. Chờ đã. Advertisement. Dạ, đại ca, anh còn có gì muốn phân phó? Giang sách cười cười, trịnh vận rất thích diễn kịch đúng không? Vậy thì mọi người chịu khó vất vả một chút, phối hợp cùng tôi diễn một tuồng kịch cho anh ta nhìn một chút. Bệnh lão hổ ngây ngẩn cả người, này, làm như vậy có được không? Hai phút sau, trịnh vận lái xe hơi vừa vặn đi ngang qua đoạn đường này, quả nhiên nhìn thấy ba chiếc xe tải chặn một chiếc SUV trên đường, một nhóm người cầm hung khí đứng bên cạnh xe La Hét, đem con đường rộng thênh thang này chặn kín như bưng. Trịnh Vân mỉm cười. "Hắc hắc, Tô Nhàn, Tô mỹ nhân, anh trai của em đến cứu em đây. Nhớ chờ anh nha." Anh ta dừng xe tắt máy, chỉnh trang lại quần áo, vuốt lại kiểu tóc, oai hùng mở cửa bước ra ngoài, quát lớn, "Mấy người các anh đang làm gì vậy?" Một đám côn đồ nghe xong, lập tức quay đầu nhìn lại. Trịnh Vân bước tới nhìn vào bên trong chiếc SUV trông thấy Giang Sách nằm ở trên ghế lái, đầu nghiêng sang một bên, cả người như muốn ngất đi. Mà Tô Nhàn thì cuộn tròn ở băng ghế sau xe, sợ tới mức toàn thân run rẩy. Trong lòng Trịnh Vận thật sự rất vui vẻ, nhưng lại làm bộ vô cùng lo lắng hỏi, "Tô Nhàn, chuyện gì đã xảy ra?" Tô Nhàn thoảng mở cửa sổ xe ra, một bên nức nở một bên nói, "Bọn họ, bọn họ muốn xúc phạm tội, Giang Sách vì bảo vệ tôi đã bị họ đánh cho hôn mê." bọn họ còn muốn kéo tôi xuống khỏi xe, không cho tôi đi. Tôi phải làm sao bây giờ? Ai có thể cứu cứu tôi với? Tôi rất sợ hãi. Ô ô ô, nhìn thấy bộ dáng tô nhàn khóc như hoa lệ đại vũ, khí chất nam tử hán của trịnh vận nam lập tức xuất hiện. Anh ta vỗ vỗ bộ ngực, đỉnh đạp nói, em đừng lo lắng, có anh ở đây ai cũng đừng nghĩ có thể động vào người em dù chỉ một chút. Giang sách còn đánh không lại bọn họ, anh có làm được không? Ha ha, anh so với loại rác rưởi như giang sách mạnh hơn rất nhiều. Tôi nhàn, em cứ nhìn xem đi, xem anh một tay xử lý sạch bọn họ sẽ như thế nào. Nói xong, Trịnh Vận bước tới chỗ nhóm người hét lớn, dám bắt nạt người phụ nữ của tôi. Hôm nay tôi nhất định phải lột sạch da của các người, nào tới hết cả đi. Ngay khi giọng nói vừa dứt, một tên xã hội đen đã cầm cây gậy bóng chảy đánh mạnh vào lưng anh ta, khiến Trịnh Vận lập tức nửa quỳ trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Không đúng. Tại sao lại nói đánh là đánh thật như vậy chứ? Lúc trước luyện tập không phải như vậy mà. Trịnh Vận giấy rựa đứng lên, kết quả anh ta lại bị một tên côn đồ khác để cho một chân vào ngay giữa bụng. Anh ta đau đớn ôm bụng ở ven đường ho khan dữ dội. Những tên côn đồ khác lao tới vây quanh, Trịnh Vận vội vàng xua tay, dừng lại, dừng lại. Anh ta hạ thấp giọng nói, chỉ cần diễn một chút là được rồi, không cần phải đánh thật tay như vậy đâu. Vừa mới dứt lời một tên côn đồ khác đã cầm gậy vụt mạnh vào chân anh ta, đánh cho anh ta chỉ thiếu chút nữa là xương chân cũng gãy luôn rồi, khiến anh ta nằm lăn ra đất la hét, gào khóc chửi bậy. "Tao là ông nội tụi mày, bọn mày không nghe thấy lời nói của tao sao?" Chương 109, em thật là bướng bỉnh, tại sao chỉ là diễn kịch lại biến thành đánh nhau thật sự thế này? Một hồi lâu lúc sau, mọi người tách ra, Giang Sách cất bước đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Này, trịnh ảnh đế, không phải cậu muốn một người đánh bại mười mấy người để bảo hộ tô nhàn sao? Như thế nào lại nằm một đống ở đây rồi? Trịnh vẫn cố gắng mở to mắt nhìn giang sách. May, may không phải bị đánh cho ngất xỉu rồi sao? Làm thế nào lại đứng ở đây được? Nhưng không chỉ mỗi đứng ở đây, mà trên người còn không có bị gì cả. Advertisement Tô nhàn lúc này cũng đã đi tới, nhổ một ngụm nước bọt vào mặt anh ta, chúng tôi gọi cái này là gậy ông đập lưng ông, không phải anh rất thích diễn kịch sao chúng tôi liền vui vẻ phối hợp với anh diễn một chút lúc đó trịnh vân mới hiểu ra rằng mình đang bị người khác phản lại một đòn anh ta vốn dĩ muốn tới diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân kết quả những người được anh ta thuê tới lâm trận liền phản bội trợ giúp sang sách diễn một vở diễn khác khó trách lúc ra tay đánh người liền không biết nặng nhẹ chút nào trịnh vân giờ khóc giờ cười lần này giả vờ không thành lại bị ăn đòn đúng là lỗ nặng rồi giang sách nhàn nhạt nói nếu sau này cậu còn muốn diễn thì nhớ gửi thông báo cho tôi một tiếng rất thú vị đấy sau đó anh mang theo tô nhàn rời đi để lại trịnh vân nằm trên mặt đất một mình cho gió lạnh xâm nhập trên đường trở về tô nhàn mở cửa sổ xe ra lớn tiếng cười vang vui vẻ không kiềm chế được để lại trịnh vân nằm trên mặt đất một mình cho gió lạnh xâm nhập vui vẻ như vậy sao đương nhiên anh cũng không biết trong khoảng thời gian này trịnh vận đó có bao nhiêu phiền phức đầu. Bỏ cũng không hết, còn luôn uy hiếp bạn bè cùng bạn học của em, làm phiền em muốn chết. Anh rể, có thể coi như là anh vừa giúp cho em xả giận rồi đó. Giang sách mỉm cười không nói gì. Mười phút sau xe dừng ở trước cửa khu nhà, hai người nhanh chóng xuống xe. Được rồi, anh chỉ đưa em đến đây thôi, em về nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Giang sách dừng lại, nói. Tô Nhàn rất bất đắc dĩ, thời gian ở bên giang sách luôn trôi qua rất nhanh và hạnh phúc đến nỗi một khắc thôi cô ấy cũng không muốn tách rời. Anh rể, u, ừ, em thực sự rất vui. Tô Nhàn cúi thấp đầu, gương mặt đỏ bừng ấp úng nửa ngày cũng nói không ra lời, giọng nói yếu ớt như tiếng mũi kêu. Giang sách nhíu nhíu mày, em như thế nào? Em, Tô Nhàn hướng về phía anh vẫy vẫy tay, anh ghé người qua đây, em nói nhỏ cho anh nghe. Giang sách đưa tại mình nghiêng qua, Tô Nhàn cũng đưa miệng nhỏ lại gần. Sau đó Tô Nhàn đem đôi môi ôn nhu mềm mại phấn hồng của mình hôn thật mạnh lên má giang sách. Hành động này của cô ấy làm anh sợ tới mức hồn vía lên mây, giật mình một cái liền rụt trở về. Em, Tô Nhàn che miệng cười nói, trước khi về nhà nhớ rửa mặt nhé, nếu không bị chị già của em phát hiện ra vết son môi thì anh sẽ rất khổ đấy. Giang sách không còn gì để nói nữa, mắng em thật là bướng bỉnh. Ha ha, anh rể, ngủ ngon nha. Tô nhàn tung tăng nhảy nhót tiến vào khu nhà từ từ biển mất khỏi tầm mắt của anh. Giang sách ngồi vào xe, trước khi nổ máy cho xe chạy đi anh liền nhìn thấy dấu son trên mặt của mình ở trong gương chiếu hậu. Khẽ lắc đầu, anh cầm lấy khăn giấy trà lau khuôn mặt của mình. Vừa trà lau vừa nhớ tới nụ cười ngọt ngào và tỏa nắng của tô nhàn lại nghĩ đến loạt phản ứng gần đây của cô ấy. Cô ấy thật sự chỉ đang đùa dai thôi sao? Hay là... Giang sách lắc đầu, ném tất cả những suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu hít một hơi thật sâu nhấn ga và lái xe đi khoảng thời gian tiếp theo cuộc sống trôi qua tương đối tự tại bởi vì ở trong đại thọ của bà ngoại giang cách làm cho tô cầm hết sức nổi bật cho nên bà ta càng thêm yêu thích giang sách mà công ty của đinh khải sơn gần đây rất bận cho nên cũng không rảnh rỗi mà để ý đến anh hơn nữa đinh mộng nhiên bận rộn với công ty chính dẫn tới trong khoảng thời gian này không có người nào quản lý giang sách anh cảm thấy cuộc sống thật quá vui vẻ và thoải mái, lúc không có việc gì liền đi đến công ty khoa học công nghệ Tầm Mộng nhìn xem một chút. Chương 110, Ồ, người này là ai? Ngày hôm nay anh theo thường lệ đi đến công ty khoa học công nghệ Tầm Mộng, kêu tất cả đám người Trình Hải, Thủy Bình, Mộc Dương nhất đều tới, mở cuộc họp nội bộ ở trong văn phòng. Tuy rằng gần đây công ty khoa học công nghệ Tầm Mộng phát triển rất nhanh và mạnh mẽ, giá trị của ngành ngày càng tăng danh tiếng ngày càng vang xa nhưng điều này vẫn còn chưa đủ. P. Giang sách vẫn không thể quên được đứa em trai giang mạch của mình đã chết như thế nào. Advertisement. Trả hết nợ nần, đoạt lại công ty chỉ là bước đầu tiên. Việc tiếp theo giang sách phải làm chính là đem tất cả những kẻ đã hãm hại giang mạch từng người từng người một giải quyết sạch sẽ. Đặc biệt là doanh nghiệp thiên đỉnh. Giang sách muốn làm cho doanh nghiệp thiên đỉnh phá sản toàn bộ, làm nó vĩnh viễn biến mất khỏi thành phố Giang Nam này nhưng doanh nghiệp thiên đỉnh dù sao cũng là một doanh nghiệp siêu lớn cực kỳ quan trọng ở thành phố Giang Nam, không phải nói diệt trừ là có thể diệt trừ, tuy rằng lấy địa vị bây giờ Giang Sách nếu thật sự muốn động thủ cũng không khó khăn gì, nhưng anh chỉ muốn cắn nuốt doanh nghiệp thiên đỉnh từng chút từng chút một như tầm ăn lá. Điều anh muốn làm là làm cho doanh nghiệp thiên đỉnh suy yếu từng ngày, dù biết rằng sẽ diệt vong và cố gắng liều mạng chống cự một cách tuyệt vọng, nhưng vẫn không thể nào thay đổi được kết cục đã định anh muốn làm mọi người của doanh nghiệp thiên định phải rời vào tuyệt vọng thống khổ tận cùng. Vì vậy chủ đề của cuộc họp lần này rất rõ ràng, đó là thảo luận về việc làm thế nào để giải thể và ăn thịt doanh nghiệp thiên đình. Làm người từng trải, Trình Hải phân tích doanh nghiệp thiên đình tổng cộng có 3 ngành công nghiệp trụ cột là bất động sản, ẩm thực và vui chơi, giải trí. Đặc biệt về lĩnh vực giải trí, thành phố Giang Nam một nhà độc đại, muốn làm tan giã doanh nghiệp thiên đỉnh nhất định phải đánh bại hoàn toàn ba ngành công nghiệp trụ cột của nó. Nếu trụ cột đổ xuống, doanh nghiệp thiên đỉnh tự nhiên sẽ sụp đổ, không thể xoay người nữa. Giang sách gật gật đầu, rất có đạo lý. Cơm phải ăn từng miếng một bước phải bước từ từ. Anh hỏi, chủ trình, chủ nghĩ nên bắt đầu từ ngành nào thì tốt hơn? Trình Hải suy nghĩ một chút rồi đề nghị, ngành nghề bất động sản là đầm nước sâu không đáy, ngành ăn uống lại là ngư long hỗn tạp, không bằng trước xuống tay ở lĩnh vực vui chơi giải trí, mở rộng và củng cố, đánh bại hoàn toàn các dự án văn hóa và giải trí của doanh nghiệp thiên đỉnh khiến họ không thể phát triển ở thành phố Giang Nam. Tốt, Giang Sách đưa ra quyết định, vậy bắt đầu từ ngành vui chơi giải trí, trước tiên chúng ta sẽ chặt bỏ một chân của doanh nghiệp thiên đỉnh. Mộc Dương Nhất vừa nhíu nhíu mày, nhưng những người trong chúng ta không biết tí gì về ngành công nghệ giải trí này, đừng nói là diệt trừ doanh nghiệp thiên đình, ngược lại làm không khéo sẽ đem chính mình chỉnh chết. Đây chính là vấn đề. Trình Hải cười cười, việc này không cần lo lắng, tôi xin đề cử một người, cô ấy là một người phi thường giỏi, là trưởng phòng thu độc lập của một tập đoàn lớn ở Hollywood, Mỹ. Đối với các ngành nghề sản xuất điện ảnh giải trí cực kỳ tinh thông, có cô ấy dẫn đầu, bảo đảm là một ăn mười. Ồ, người này là ai? Trình Đan Đình. Giang sách nhíu nhíu mày, Trình Đan Đình, cô ấy cũng họ Trình. Trình Hải cười, không chỉ là cô ấy họ Trình cô ấy còn là cháu gái của tôi. Chỉ là, đàn đình này tâm cao khí ngạo, cũng không để ai vào mắt, cho dù là một ông cụ như tôi cũng không cho chút mặt mũi, người bình thường rất khó mời được con bé. Giang sách gật gật đầu, bất cứ ai có khả năng đều có tính khí lớn, chủ trình, cháu gái của chú bây giờ ở đâu. Tôi có thể đi gặp cô ấy một chút, được hay không lúc đó sẽ biết ngay thôi. Trình Hải sờ sờ dâu, hôm nay 12 giờ trưa tôi sẽ ra sân bay đón nó, hiện tại đành để đại thiếu. Ra tự mình đi một chuyến vậy. Tuy nhiên tôi cần nhắc nhở đại thiếu ra một chút, hôm nay đan đình về nước làm việc ngày mai liền phải đi rồi, có thể giữ con bé lại và hủy chuyến bay ngày mai hay không tùy thuộc vào khả năng của cậu đấy. 12 giờ trưa tại sân bay Thành Nam. Giang sách kiên nhẫn chờ đợi ở lối ra quốc tế B2 nhìn những người phụ nữ sách vali đi ra ngoài, anh phải liên tục đối chiếu với bức ảnh trên điện thoại di động vì sợ bỏ sót mất trình đan đình đồng thời tay còn lại cầm một tấm biển nhỏ bên trên có viết tên của cô, Trình Đan Đình. chương 111, cô có định kiến gì với tôi sao? Anh vội đi qua, tươi cười đầy mặt cất lời chào hỏi, xin chào cô Trình, tôi được ông nội của cô sắp xếp đến đón người. Trình Đan Đình nhìn cũng không thèm nhìn tới anh một cái, vô cùng thuần thục đem vali trên tay mình đưa qua cầm lấy. Giang sách vội vàng tiếp nhận vali, còn chưa kịp nói gì, Bên này Trình Đan Đình đã nghiêng mình đi qua người giang sách, hai tay đút vào túi quần, sải chân bước đi thể hiện bộ dáng kiệt ngạo khó thuần. Advertisement Giang sách trong lòng chỉ biết cười khổ, kỳ thật chính mình cũng là một người kiêu ngạo vô cùng, nhưng nếu đem so với Trình Đan Đình đúng là tự cảm thấy hổ thẹn không bằng. Người phụ nữ này thực sự kiêu ngạo quá chừng. Giang sách lúc này trông chẳng khác gì một tên trợ lý quen, sách theo vali đi ở phía sau lưng, cùng cô ấy bước vào một nhà hàng sang trọng ở sân bay. Sau khi Trình Đan Đình ngồi xuống, liền rất tự nhiên tháo mắt kính ra, cầm lấy menu lên xem. Xét, Giang Sách cũng đem đồ đặt ở trên ghế, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, lại bị cô ấy liếc mắt một cái giọng nói lạnh tanh, chú ý thân phận chính mình. Ha, Giang Sách lại phải đứng lên, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đường Đường là tu la chiến thần của Tây Cảnh đầy oai hùng, từ xưa đến nay có khi nào anh phải chịu loại đãi ngộ ghẻ lạnh như thế này bao giờ? chẳng qua là nói đi cũng phải nói lại, nếu như đã có việc cầu người, thành tâm thành ý muốn nhờ người ta đến giúp đỡ mình làm việc thì ít ra cũng phải tỏ thái độ thành khẩn một chút, dù sao lưu bị còn phải mất ba lần đi mời ra cắt lược, mình như thế này có tính là gì. Sau một hồi gọi đồ ăn xong, Trình Đan Đình đặt thực đơn sang một bên, ngẩng đầu lên nhìn Giang Sách đang đứng bên cạnh, dùng ngữ khí lạnh như băng hỏi anh kêu là Giang Sách đúng không? Đúng vậy. Ừ, chuyện của anh ông nội đã có nói với tôi rồi, và câu trả lời của tôi cũng rất đơn giản, hai từ thôi. Từ chối. Giang sách cười khổ, chỉ cần qua vài phút tiếp xúc với cô ấy anh đã có thể đoán được kết quả sẽ như thế này rồi. Trình Đan Đình lại tiếp tục nói, mấy người đàn ông các anh đều không phải thứ tốt đẹp gì. Giải trí chính là một môn nghệ thuật, không phải là phương tiện cho các anh mang ra dùng để trả thù. Nếu các anh làm giải trí chỉ với tâm lý thua thiệt với đối thủ của mình vậy thì ngay từ khi mới bắt đầu các anh đã sai lầm rồi và với đai lầm này cũng chú định các anh chỉ có. Một con đường đi đến thất bại mà thôi, mà nếu như đã biết nhất định sẽ thất bại, vậy thì tại sao tôi còn có thể tiến lên tiếp nhận công việc này được cơ chứ? Lời cô ấy nói ra tuy rất thẳng thắn nhưng tựa hồ có vài phần đạo lý. Giang sách chỉ đành bất đắc dĩ nhún vai, những gì muốn nói đều bị đối phương nói hết cả rồi, anh cũng không còn gì để nói tiếp nữa. Trình Đan Đình lạnh lùng chỉ về phía cửa, anh ra cửa trước đi, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh một chút nào nữa giang sách cao mày cô có định kiến gì với tôi sao không phải trình đan đình nhàn nhạt nói không phải tôi có định kiến gì với anh mà là đối với tất cả đàn ông tôi đều có định kiến biết vì sao cả ngày tôi toàn phải mang kính dâm không chính là tôi đang cố gắng hết sức để không phải nhìn thấy mấy tên đàn ông thôi như các người tránh cho đôi mắt bị nhiễm bẩn giang sách nghe vậy không những không tức giận ngược lại cảm thấy rất tò mò cô hình như có chút thành kiến đối với đàn ông thì phải. Không phải thành kiến, đó là sự thật. Đàn ông các anh vừa bẩn thỉu, xấu xa, xảo quyệt, vừa tham lam và nhu nhược. khinh thiện sợ ác, bắt nạt kẻ yếu. Những việc đàn ông có thể làm, phụ nữ cũng có thể làm, thậm chí còn có thể làm tốt hơn rất nhiều. Vậy cho nên, trên thế giới này còn cần đàn ông mấy người để làm gì đâu. Giang sách nghe vậy á khẩu không nói được gì hơn đây rõ ràng không còn là đơn giản có thành kiến nữa mà là đối với đàn ông hận thấu xương mới đúng chẳng lẽ trình đan đình đã từng bị ai đó làm tổn thương sâu sắc thật ra thì hoàn toàn không phải là lý do như vậy chẳng qua chỉ vì cô ấy quá mức ưu tú mà thôi xét ở cương vị là một phụ nữ cô ấy có tính cách lạnh lùng cao ngạo năng lực tài giỏi phi thường lại thêm được trời phú cho một vẻ đẹp rất hoàn mỹ về sự nghiệp cô ấy vẫn luôn thuận buồm xuôi gió thăng tiến đến đỉnh cao vinh quang như ngày hôm nay không gặp phải bất kỳ trở ngại gì. Không biết đã có bao nhiêu người đàn ông bị cô ấy đánh bại. Tất cả những người đàn ông vây xung quanh cô ấy đều vì thèm muốn vẻ đẹp của cô ấy mà đến, hoặc tâng bốc cô ấy để đạt được lợi ích tốt hơn cho chính bản thân mình, hoặc năng lực của họ yếu hơn rất nhiều, không thể không dựa dẫm vào trình Đan Đình. Cứ thế lâu dần cô ấy liền có ấn tượng rất xấu về đàn ông. Trong những năm qua Đan Đình rất thành công trong sự nghiệp cũng kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền, nhưng về mặt tình cảm thì cô ấy vẫn chưa có một đích đến cuối cùng. Chương 112, tôi muốn đưa cô ấy về làm vợ của mình. Đơn giản là vì cô quá cao ngạo, lại quá khinh thường đàn ông, sợ rằng trên đời này thật sự không có người đàn ông nào có thể khiến cô ấy có vừa lòng. Đồ ăn cuối cùng cũng đã được bưng lên. Trình Đan Đình cầm lấy dao nĩa quay sang nhìn anh nói, anh có thể rời đi chỗ khác được không? Có anh đứng ở trước mặt Tôi ăn không thấy ngon miệng chút nào." Advertisement. Giang Sách nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi. Anh đứng ở lối ra vào, thản nhiên dựa lưng vào khung cửa, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, thế giới rộng lớn như vậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người phụ nữ kiêu ngạo quái dị đến như vậy. Đang lúc anh mải mê suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét sắc bén từ bên trong nhà hàng truyền tới. "A!" À. Giang Sách lập tức quay người lại, liền trông thấy Trình Đan Đình đang bị một người có tướng mạo hèn mọn bị ổi khống chế. Tên bắt cóc này toàn thân dơ bẩn, trên đầu nổi đầy gàu như thể đã lâu không tắm rửa, trong tay gã còn cầm một con dao găm sáng loáng. Tên bắt cóc một tay nắm chặt dao găm, tay còn lại kẹp lấy cổ Trình Đan Đình, kéo cô dựa sát vào tường. Mọi người có mặt sợ tới mức vội vàng tản ra. Bảo vệ sân bay, cảnh sát tuần tra cũng lập tức chạy tới, rút súng chĩa thẳng vào người tên tội phạm. Một người cảnh sát trong đó hô lớn, nếu anh có điều gì muốn nói cứ bình tĩnh, hãy thả con tin ra trước. Tên bắt cóc nhếch môi cười, thả con tin ra. Vui đùa cái gì vậy? Dẫn mặt với tôi à? Tôi vất vả lắm mới tìm được một người phụ nữ tốt như vậy, sao có thể buông tay? Cảnh sát lại nói, nếu có khúc mắc gì xin hãy nói cho chúng tôi biết. Nếu anh có gặp phải khó khăn gì, cảnh sát của chúng tôi cũng nhất định sẽ giúp đỡ tận tình, xin đừng suy nghĩ tiêu cực trình đan đình cũng hoảng sợ nói anh muốn tiền sao tôi có thể cho anh chỉ cần anh chịu thả người anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều cho anh tất phi tôi không cần tiền tôi muốn có vợ những lời này khiến vẻ mặt của trình đan đình càng thêm hoang mang lo sợ cái gì là muốn cái gì cảnh sát cũng buồn bực không kém anh nói muốn cái gì kẻ bắt cóc nói các người đều chê tôi nghèo chê tôi xấu không có một cô gái nào chịu để ý đến tôi Bây giờ tôi cũng đã 40 tuổi rồi, còn không có hưởng qua mùi vị phụ nữ là như thế nào, các người có biết tôi khó chịu như thế nào không? Từ lâu tôi đã nghe nói rằng những người phụ nữ giàu có, quyền lực và xinh đẹp đều thích đi máy bay. He he, hôm nay tôi đã cố ý chạy tới xem xét, quả thực lại có thể bắt gặp được một một cô gái cực phẩm ở đây. Kẻ bắt cóc nhéo nhéo khuôn mặt của Trình Đan Đình, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Ôi, nhìn xem khuôn mặt này thật mềm, thật trơn, thật dịu dàng chỉ cần một cái véo cũng có thể chảy ra nước, còn mềm mại hơn cả vương nhị nữ ở thôn chúng tôi rất nhiều. Tôi muốn đưa cô ấy về làm vợ của mình. Cảnh sát càng thêm buồn bực, người đàn ông này là thèm vợ đến phát điên rồi. Trình Đan Đình khóc không ra nước mắt, bất kỳ gã có yêu cầu gì cũng dễ dàng thương lượng tốt, nhưng muốn cô về làm vợ người này thật sự là không thể được. Cái đó, nếu anh để tôi đi, tôi hứa sẽ tìm cho anh một người khác còn tốt hơn rất nhiều. Kẻ bắt cóc bĩu môi, không được, tôi chỉ muốn một mình cô thôi. Nhưng tôi không thể cùng anh trở về được, anh làm ơn nhận rõ thực tế một chút được không? Kẻ bắt cóc nóng này, không muốn cùng tôi trở về. Được, nếu chúng ta lúc sống không thể làm vợ chồng của nhau, vậy cùng chết với nhau đi, làm một đôi uyên ương bỏ mạng cũng không tồi. Trình Đan Đình sợ tới mức mặt mũi trắng bệch rồi, đã bao giờ cô ấy gặp phải loại người không tuân theo lẽ thường thế này đâu cơ chứ? Con dao của kẻ bắt cóc đặt trên cổ cô ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ giết người. chương 113, hiểu lầm này hơi bị lớn rồi đấy. Cảnh sát cũng sợ hãi, một đám người nhầm hỏng súng về phía kẻ bắt cóc, bình tĩnh, anh bình tĩnh một chút, loại chuyện tìm vợ thế này có thể từ từ thôi. Kẻ bắt cóc hét lớn, tôi cũng đã 40 tuổi rồi, còn muốn tôi từ từ sao? Tôi mặc kệ, hôm nay tôi phải cùng cô gái này làm một đôi uyên ương liều chết, tôi sống không tìm được vợ, Chết rồi có thể mang theo cô gái tốt nhất đi cùng thì cũng đáng. Con dao găm sắc bén sắp đâm vào ngực của Trình Đan Đình. Ngay tức khắc người này có lẽ không sống được nữa. Lúc này liền nghe được, vèo, một tiếng, một chiếc đũa rạch xé không gian trực tiếp bay về phía kẻ bắt cóc. Phập, một tiếng, chiếc đũa đột ngột đâm xuyên vào mẫu bàn tay của kẻ bắt cóc, đâm xuyên qua cả bàn tay. Lên keng, con dao găm trong tay kẻ bắt cóc rơi xuống đất. Advertisement cảnh sát đồng loạt xông lên đè kẻ bắt cóc lên mặt đất. Đừng nhúc nhích, thành thật chút đi. Trình Đan Đình được người ta đưa đi, cô ấy sớm đã sợ tới mức không còn bình tĩnh nổi ngồi trên ghế thở dốc từng hơi một. Giang sách cầm một ly nước đặt trước mặt cô ấy, uống miếng nước cho đỡ sợ. Trình Đan Đình nhấp một ngụm, vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi sự sợ hãi. Lúc này cảnh sát đã đi tới, chào nghiệm với giang sách cảm ơn đồng chí đây đã ra tay hỗ trợ, nếu không có anh chúng tôi rất khó mà bắt được tên tội phạm này hôm nay chỉ sợ có thể phải xảy ra chuyện thật sự rất cảm ơn anh đừng khách sáo trình đan đình sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía giang sách vừa rồi là anh đã ra tay cứu tôi giang sách gật gật đầu tuy rằng trên nhiều khía cạnh đàn ông đều không đáng tin cậy có rất nhiều chuyện phụ nữ cũng làm tốt hơn so với đàn ông nhưng ít ra ở phương diện giá trị vũ lực này tôi vẫn cảm thấy là đàn ông mạnh hơn một chút Trình Đan Đình đỏ bừng mặt không nói nên lời. Cô ấy lại uống thêm mấy ngụm nước, thấp giọng nói cảm ơn. Giang sách hơi mỉm cười, đừng khách sáo. Nghỉ ngơi một lát, Trình Đan Đình thoáng ngửi qua mùi trên người mình rồi nói, không được, tôi vừa mới bị kẻ bắt cóc kia ôm lâu lắm, trên người đều dính phải mùi hôi của hắn rồi. Giang sách hỏi lại, hẳn là cô sẽ không muốn đi tắm rửa trước một chút đầu đúng không? Tắm rửa thì không cần, tôi phải thay một bộ quần áo, bằng không ăn mặc một thân quần áo hôi thế này bất cứ khi nào tôi cũng có thể ói ra mất. Cô ấy chỉ qua trung tâm thương mại đối diện, cứ đi tới đó mua vài thứ là được rồi. Hai người đi vào trung tâm thương mại. Đây là một trung tâm thương mại sang trọng mới vừa khai trương không lâu, những thứ được bán bên trong đều là nhãn hiệu lớn quốc tế, giá cả tương đối đắt đỏ. Cho nên bình thường tới nơi thế này tiêu pha đều là người không giàu thì cũng sang. Trình Đan Đình tùy ý ngắm nhìn đi vào một cửa hàng quần áo, cẩn thận chọn lựa quần áo, giang sách kiên nhẫn đi theo phía sau. Trong khi đang lựa chọn, giọng nói của một người phụ nữ truyền tới. Ấy, đây không phải là đan đình sao? Trình đan đình cảm thấy giọng nói rất quen tai, ngẩng đầu nhìn thử thì phát hiện người đi tới chính là một thai phụ với cái bụng to đang ôm lấy cánh tay của một ông chú trung niên béo lùn úc ích. Thai phụ này tên là Dương Á Mẫn, là bạn học đại học của Trình Đan Đình. Trình Đan Đình ở thời đại học có thành tích ưu tú và vẻ ngoài xinh đẹp, là nữ thần trong lòng sinh viên nam toàn trường, gặp phải không ít sự ghen ghét của các sinh viên nữ. Dương Á mẫn chính là một trong số đó. Cô ta thua kém Trình Đan Đình mọi mặt, ngoại trừ hâm mộ ghen tị và đố kỵ cô ta cũng không còn cách nào tốt hơn. Hiện tại lại khác hẳn, Dương Á mẫn gả cho người đàn ông có sự nghiệp thành công, muốn ăn có ăn muốn uống có uống, mỗi ngày ở nhà trải qua tháng ngày của phu nhân nhà giàu, thoải mái không thể tả nổi trái lại là trình đan đình tuy rằng vẫn xinh đẹp như hoa giống trước kia sự nghiệp thành công nhưng điều không thể phủ nhận chính là cô ấy đến bây giờ vẫn độc thân chỉ sợ đời này cũng không gả đi được ở điểm này dương á mẫn cảm thấy bản thân chiếm một chút ưu thế bạn học cũng nhiều năm không gặp không ngờ được cứ thế mà gặp lại nhau tại nơi như thế này vốn nên là khoảng thời gian vui vẻ nhưng trên mặt trình đan đình lại không có lấy chút ý cười nào đơn giản là cô ấy rất chán ghét loại sinh viên ghét nghèo chuộng giàu như Dương Á Mẫn này. Dương Á Mẫn bước tới nhìn qua trình đan đình, lại nhìn qua giang sách ở phía sau, phạt cười vui vẻ. Ây ra, tôi vẫn luôn nghe bạn học cũ nói, đan đình cô đến bây giờ vẫn độc thân, xem ra là giả ha, hôm nay dẫn bạn trai ra ngoài đi dạo phố đấy à. chương 114, cùng con gái đi dạo phố. Có nhìn cái người mà cô tìm này, chật chật chật, trên người toàn đồ vỉa hè, ngoại hình thì cao lớn thô kệch, nhìn thoáng qua như là mới vừa đi cày xong về. Đan Đình à, cô thể này đúng là trà đạp chính mình đó nha. Trình Đan Đình tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói. Advertisement. Cái gì với cái gì đấy hả? Cô ấy ghét nhất đàn ông đấy, đã thể đối phương còn hiểu lầm cô ấy là bạn gái của giang sách xong rồi còn chế diễu giang sách một chàng, ngoài mặt là đang chế diễu giang sách, trên thực tế là đang tát vào mặt trình đan đình cô. Giang sách cười ha ha, bước lên trước rồi nói, nghe giọng điệu của quý cô đây, người đàn ông mà cô tìm được nhất định là khỏe mạnh đấy nhỉ. Dương Á mẫn trợn trắng mắt, phí lời. Giang sách còn nói thêm, ha ha, vậy thì có cơ hội tôi chắc chắn phải làm quen một chút. Đúng rồi, người bên cạnh này chính là chủ đúng chứ. Lớn tuổi thế này còn cùng con gái ra ngoài dạo phố thật đúng là vất vả quá. Phụt siết dù cho lạnh lùng cao ngạo như Trình Đan Đình thì nghe xong lời này cũng không thể không bật cười. Chú, cùng con gái đi dạo phố. Người sáng suốt đều có thể nhận ra được đó là chồng của Dương Á Mẫn, chỉ là tuổi có hơi lớn một chút mà thôi. Giang sách cố ý nói như vậy quả thực đã khiến cho Dương Á Mẫn xấu hổ chịu không nổi rồi. Cô ta tức đến độ dầm chân, anh nói hưu nói vượn cái gì đấy. Đây là chồng tôi. Giang sách hết hồn, ây ra, đây là chồng cô à xin lỗi xin lỗi tôi nói sai mất rồi nhưng mà phải nói lại như thế này cũng quá lớn tuổi rồi đó quý cô này cô tìm chồng hay là tìm cha già vậy hả dương á mẫn nhớ lại mà vò đầu bứt tai thật sự muốn vả vào mặt lại không biết nên nói gì mới tốt chồng cô ta hừ lạnh một tiếng người trẻ tuổi nên chú ý thái độ của bản thân họa là từ miệng mà ra đấy biết không giang sách lạnh lùng nói vợ của mình nói những lời nhảm nhí ông không giáo dục ngược lại lại đi giáo dục người khác ông chú, ông chơi trò tiêu chuẩn ghép cũng khá đấy chứ. Dương Á mẫn cả giận nói, Trình Đan Đình, cô không quan tâm chút nào hả? Cô tìm cái thử quái gì làm bạn trai vậy? Trình Đan Đình cũng lười giải thích, thuận miệng nói, tìm thứ quái như vậy vẫn còn tốt hơn tìm một người, cha. Cô, Trình Đan Đình xoay người không để ý tới cô ta, tiện tay cầm lấy một bộ quần áo chuẩn bị đi thử. Dương Á mẫn hầm hừ đi qua cầm lấy một bộ càng đắt hơn ở bên cạnh, nói, làm sao đây đan đình cô tìm được bạn trai nông thôn xong rồi một bộ quần áo tốt cũng mua không nổi sao chỉ có thể mua thứ đồ giá rẻ thôi à trình đan đình nhíu mày cuộc chiến giữa những người phụ nữ chính thức khai hỏa cô ấy gửi lạnh một tiếng cầm lấy một bộ càng đắt hơn quần áo mà tôi mua lúc nào cũng đắt hơn cái của cô nếu như phụ nữ đã trở nên so bì thì đó là một điều khá là khủng khiếp Đừng nhìn Trình Đan Đình lạnh lùng kiêu ngạo như thế chứ bản chất vẫn là một phụ nữ, mà đã là phụ nữ thì không thoát khỏi được tính cách đặc trưng của phụ nữ. Trình Đan Đình và Dương Á Mẫn, hai người phụ nữ không ngừng lựa chọn quần áo, cô lấy một cái, tôi phải lấy một cái đắt hơn cái của cô. Sau khi so đo lẫn nhau như vậy rồi cầm được vài món đồ, quần áo trên tay các cô đã đến tình trạng một bộ hơn 10 vạn, quần áo như thế đã đắt hơn so với kim cương luôn rồi cho dù trình đan đình vô cùng có tiền nhưng cũng không thể tiêu như vậy được nhưng tính cách kiêu ngạo của cô ấy tuyệt đối không cho phép cô ấy mất mặt tại thời điểm như thế này cố chất chống đỡ cũng phải mua một đống quần áo trong tay đó dương á mẫn cũng không chịu thua ôm một đống quần áo mỗi một bộ cũng phải vài vạn cái rẻ nhất cũng hơn hai vạn một đống quần áo cộng lại lên đến bảy tám chục vạn chồng cô ta nhìn chằm chằm nhíu mày nhỏ giọng nói á mẫn à thế này nhiều quá cũng mặc không hết bớt đi vài cái được không? chương 115, cô nói xem cô tranh đua cái gì với tôi đây? Dương Á mẫn chừng mắt liếc hắn một cái, không mua phải không? Vậy thì em không sinh đứa nhỏ này nữa. Mua, mua mua mua, cái nào cũng mua. Hắn sợ nhất là Dương Ả à Mẫn dùng một chiều này hù dọa hắn. Sau một lát mọi người đã gần như chọn lựa xong quần áo và đi xếp hàng tính tiền. Nhân viên nhìn thấy trong tay Trình Đan Đình và Dương Á Mẫn ôm nhiều quần áo như thế thì kích động không chịu nổi, trên mặt tràn đầy sự niềm nở. Advertisement. Bọn họ vô cùng lễ độ hỗ trợ Trình Đan Đình và Dương Á Mẫn đưa quần áo sang một bên để thanh toán. Cuối cùng kết quả là quần áo của Trình Đan Đình tổng cộng 98 vạn, mà quần áo của Dương Á Mẫn tổng cộng là 94 vạn. Trình Đan Đình vui mừng khôn xiết, hừ, cuối cùng vẫn là quần áo của tôi tương đối đắt hơn nhỉ. Dương Á mẫn tức giận kêu lên, có lầm không vậy, quần áo mà tôi lấy làm sao có thể rẻ hơn so với của cô ta được. Nhân viên mấy người giảm giá cho tôi rồi có phải không? Tôi không cần chiết khấu. Các nhân viên nhìn nhìn nhau, bán quần áo nhiều năm như vậy rồi, lần đầu nghe được yêu cầu như thế này. Trình Đan đình cười, vừa rút thẻ ngân hàng từ trong ví ra vừa nói, chuyện tới lúc này rồi cô nói cái gì cũng vô dụng thôi, thua chính là thua. Côn Trình Đan Đình đưa thẻ ngân hàng đã lấy ra cho nhân viên, kết quả là mới vừa đưa qua thì cả người liền ngây ngẩn. Thẻ ngân hàng của cô ấy vậy mà lại bị gãy thành hai mảnh. Sao có thể chứ? Cô ấy nhớ lại một chút, hắn là lúc mới nãy khi bị kẻ bắt cóc bắt lấy, bởi vì kẻ bắt cóc dùng quá sức nắm chặt ví tiền nên đã trực tiếp khiến cho thẻ bị gãy rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Cô ấy quay về vội vàng cũng không mang theo nhiều thẻ ngân hàng, cái này quẹt không được phải làm sao bây giờ? nhân viên mỉm cười hỏi thưa có xin hỏi cô còn thẻ nào khác không trình đan đình rất xấu hổ có thì có nhưng mà không có ở đây không có ở đây dương á mẫn cười ha ha đi tới đan đình cô đấy vẫn là điệu bộ giống khi xưa vẫn thích cố làm ra vẻ rõ ràng nghèo đến độ không có cơm mà ăn còn muốn phồng má giả làm người mập cô nói xem cô tranh đua cái gì với tôi đây chồng tôi chính là ông chủ lớn ngành thủy sản mỗi năm thu vào vài trăm vạn mua một bộ quần áo thể này dễ như trở bàn tay. Nhìn lại cô xem, tìm quỷ nghèo cầy ruộng ở nông thôn làm bạn trai, có thể có tiền mới là lạ. Cô nhìn dáng vẻ tiêu hoang mới rồi kia của cô đi, thiếu chút nữa là tôi thật sự cho rằng cô rất giàu có rồi, ha ha, kết quả chỉ là con hổ giấy, đẹp chứ không xài được. Đan đình, xem ra cô ở nước ngoài nhiều năm như vậy cũng không phấn đấu ra được cái dạng gì cả. Trình Đan Đình tức giận đến nỗi phổi muốn nổ tung luôn rồi. Cô ấy thật sự đã bị gãy thẻ rồi, những cái thẻ khác thì không có ở đây, nhưng hiện tại nói ra ai mà tin nổi. Với lại không có thẻ, quần áo nhiều như vậy cũng không có cách để mua, sẽ càng bị Dương Á mẫn khinh bỉ xem thường, quan trọng hơn chính là đối phương còn vì thế mà hoàn toàn phủ định những thành tựu mà cô ấy đạt được khi ở nước ngoài. Rất có khả năng sẽ vì một việc này bị Dương Á mẫn truyền vào nhóm các bạn học rồi nói rằng Trình Đan đình suốt ngày cố làm ra vẻ đừng tưởng rằng cô ấy ở nước ngoài phấn đấu rất tốt trên thực tế đều là giả thôi tưởng tượng đến đấy là trình đan đình đã sốt ruột đến độ không biết làm thế nào mới tốt nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của trình đan đình dương á mẫn vui muốn điên luôn đây vẫn là lần đầu tiên khi cô ta đối mặt với trình đan đình chiếm được ưu thế lớn như vậy cô ta xua xua tay này không trả tiền được thì tránh ra nha cô đang chặn đường đi thanh toán của tôi đấy có biết không hả câu trình đan đình siết chặt hai nắm tay chuyện tới hiện giờ cũng không thể không rời đi được lúc này liền nghe thấy giang sách nhẹ nhàng ho khan một tiếng lấy từ trong túi ra một tấm thẻ vàng long phượng tử đưa cho trình đan đình quần áo của phụ nữ đương nhiên là phải để cho đàn ông thanh toán đan đình em dùng thẻ của anh là được rồi anh trình đan đình kinh ngạc nhìn giang sách dù sao dương á mẫn vẫn luôn nhận lầm giang sách là bạn trai của trình đan đình vì để trợ giúp Trình Đan Đình thoát khỏi mối nguy giang sách thẳng thắn cũng không giải thích gì cả, đâm lao phải theo lao. Vốn là Dương Á mẫn thoáng sừng sốt, ngay sau đó lại cười to, này, tên đàn ông cầy ruộng chỗ nông thôn như anh có thể đừng giả vờ giả vịt ở nơi này được không? Cái thẻ kia của anh là thẻ ngân hàng hả? Rõ ràng chính là thẻ ra vào của nhà tắm công cộng mà. Tốt hơn là anh nên đi tắm rửa đi, đừng ở chỗ này giả vờ làm người có của, tránh cho đến lúc đó quẹt không ra, càng thêm mất mặt xấu hổ. Chương 116, sao mà anh hào phóng thế? Giang Sách cười ha ha, đặt thẻ vào trong tay Trình Đan Đình. Trình Đan Đình cũng chưa từng thấy qua loại thẻ vàng long phượng tử này, nửa tin nửa ngờ đưa cho nhân viên. Loại thẻ này là thẻ cao cấp nhất của ngân hàng Thụy Sĩ, toàn thế giới không vượt quá 5 người có được nó, chưa từng thấy qua thì chỉ có thể nói rằng đẳng cấp thứ bậc của những người như bọn họ đây còn chưa đủ. Nhân viên nhận lấy thử quẹt một cái, định một tiếng, vậy mà lại hiển thị thanh toán thành công. 98 vạn, thanh toán một lần. Advertisement. Dương Á mẫn trợn tròn mắt, ở trong cái thẻ căn bản là chưa từng thấy qua kia thế mà thật sự có gần 100 vạn. Trong lúc cô ta còn đang ngẩn người, Giang sách thuận miệng nói, những bộ quần áo này, lấy thêm cho tôi thêm hai bộ giống y hệt. Sao cơ? Tất cả mọi người đều choáng váng, làm gì vậy chứ? Giang sách hờ hững nói, quần áo này mặc lâu rồi thì sẽ nhăn và dơ. Cho nên tôi phải mua cho đan đình ba bộ, sáng trưa chiều mỗi buổi một bộ, như vậy thì mới có thể từng giờ từng phút đều xinh đẹp lay động lòng người. Thế này, thế này chính là nhà giàu lắm tiền tăng thêm ba cấp, ông Hoàng trong các nhà giàu lắm tiền. Nhân viên mắt dương dương vì xúc động, thương ngài, ngài đúng là đối xử với người yêu của ngài tốt quá, tôi chúc phúc cho tình cảm của hai người lâu dài như trời đất, sông cạn đá mòn, nhanh, nhanh đi chuẩn bị hai bộ quần áo giống nhau y như đúc, đó không phải là quần áo, đó là minh chứng của tình yêu. Không bao lâu sau, hai bộ quần áo khác cũng đã được đưa lại đây. Giang sách đã quẹt thẻ rất là hào phóng. Định, định, hai tiếng, 196 vạn lại quét sạch sành xanh, trước sau cả thảy ba lần tổng cộng quẹt 294 vạn, có là nhà giàu lắm tiền cũng không mua quần áo như vậy. Giang sách nhìn qua quầy tính tiền đầy tràn quần áo, để lại một tờ danh thiếp. Trên này có địa chỉ của tôi, mấy người cứ trực tiếp đưa quần áo đến là được rồi. Vâng thưa ngài. Cuối cùng Trình Đan Đình chỉ chọn một bộ quần áo cần phải thay tạm rồi mang theo, toàn bộ những thứ khác đều đưa đến khoa học công nghệ tầm mộng. Trước khi đi Trình Đan Đình mỉm cười với Dương Á Mẫn và nói: "Ai, bạn trai cày ruộng này của tôi thật sự rất yêu tôi, đúng là làm tôi không biết nên nói gì mới ổn đây." Dương Á Mẫn tức đến nỗi bật khóc tóm lấy chồng cô ta cũng đòi mua ba bộ nhưng chồng cô ta lại mặt ủ mày tám thế nào cũng không chịu mua a à mẫn không phải là anh không mua cho em thật sự là mua không nổi đâu đắt quá em mặc kệ em không quan tâm em muốn mua hu 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 a à mẫn ngoan đừng khóc mua cho em nghe tiếng khóc của dương Á mẫn trình đan đình nở nụ cười càn rỡ mà rời khỏi trung tâm thương mại Chuyện này ngày hôm nay chỉ mô tả bằng hai chữ quá đã. Trên đường trở về, Trình Đan Đình vẫn luôn đắm chìm trong niềm vui sướng mới vừa rồi. Khôi phục lại tinh thần, cô ấy nói với Giang Sách, lần này cảm ơn anh, số tiền thiếu anh tôi sẽ mau chóng trả lại. Giang Sách xua tay, không cần trả lại. Sao hả, sao mà anh hào phóng thế? Cô là cháu gái của chủ Trình, chú Trình đã có những đóng góp to lớn cho khoa học công nghệ tầm mộng trong suốt nhiều năm như vậy, Mỗi lần tôi muốn cho ông ấy tiền, ông ấy cũng không chịu lấy. Bây giờ tôi lấy tiền tiêu lên người cô coi như là bảo đáp với chú Trình đi. Trình Đan Đình có chút ngạc nhiên, không ngờ giang sách thế mà lại có thể là người khẳng khái như vậy. Cả một đường không nói gì, trở lại khoa học công nghệ tầm mộng, giang sách đưa cô ấy tới trước mặt Trình Hải, sau đó liền đi làm việc của bản thân. Chờ một chút, còn có chuyện gì? Trình Đan Đình hỏi, anh không có gì muốn nói với tôi sao? Giang sách mỉm cười, không có đâu. Anh không muốn nói một chút với tôi về việc xây dựng ngành công nghiệp giải trí sao. Tôi không thích làm khó người khác, việc mà cô vốn không muốn làm thì tôi sẽ không ép cô đi làm. Nói xong, anh rời khỏi đại sảnh. Trình Đan Đình nhìn theo bóng lưng rời đi của Giang sách rồi lâm vào trầm tư. chương 117, chuyện này sao mà được chứ? Trình Đan Đình sửng sốt, cố ý chu chu miệng, không có đâu, cháu chỉ bỗng nhiên cảm thấy cũng không phải tên đàn ông nào cũng đáng ghét như vậy, vẫn có một số ít đàn ông rất có trách nhiệm. Trình Hải cười ha ha, có thể làm cháu gái ông đưa ra được đánh giá đàn ông như thế, vậy thì nhất định không phải là người đàn ông bình thường, Trình Hải đã đoán được đó là ai. Thế nào, có hứng thú làm việc chung cùng người đàn ông này để biết nhiều hơn về cậu ta không? Advertisement Trình Đan Đình đỏ bừng mặt, cháu không thèm có hứng thú tìm hiểu một người đàn ông đâu. Vừa dứt lời, ngoài cửa có một chiếc xe chạy tới đưa vào một đống lớn quần áo sang trọng toàn bộ đều là thứ mà trình đan đình mua ở trung tâm thương mại xin hỏi người nào là cô trình đan đình vậy xin mời ký nhận quần áo của cô là tôi trình đan đình đặt tất cả quần áo lên số pha ở đại sảnh nhìn quần áo ngập tràn mà ngu người cô ấy nhớ tới việc giang sách đã cứu cô ấy như thế nào khi chính cô ấy bị kẻ bắt cóc bắt lấy càng thêm nhớ tới tấm thẻ đã gãy của bản thân khi đó giang sách đã như thế nào không so đo hiểm khích trước đây mà giúp đỡ cô ấy. Thậm chí, giang sách còn không yêu cầu bất cứ một sự báo đáp nào cả. Trình Hải cố ý lại như vô tình nói, cha, nhiều quần áo như vậy, chỗ này được với trăm vạn nhỉ. Không rẻ đâu nha. Trình Đan Đình ngây ngẩn nhìn quần áo, nói tuy rằng cháu không có hứng thú đối với tìm hiểu đàn ông, nhưng cháu thật sự cảm thấy hứng thú với xây dựng ngành công nghiệp giải. Chí, Trình Hải nhịn không được dương cao khóe miệng. Việc này thành công rồi. Ông lập tức liền gọi Giang Sách lại đây, "Đại thiếu gia, chúc mừng, Đan Đình nó bằng lòng ở lại nước giúp cậu xây dựng ngành công nghiệp giải trí rồi." Giang Sách có chút bất ngờ. Làm sao mà đột nhiên lại? Trình Đan Đình kiêu ngạo ngẩng đầu lên, "Đừng có vui mừng sớm, trước khi đồng ý giúp đỡ anh, chúng ta phải có ba điều quy ước, nếu anh đồng ý yêu cầu của tôi thì tôi mới sẵn lòng ở." "Lại?" Cô nói đi. Thứ nhất, mục đích tôi xây dựng ngành công nghiệp giải trí là phát huy nghệ thuật trung hoa, khai thác những người mới tiềm năng, mở rộng sức ảnh hưởng của ngành công nghiệp này, chứ không phải vì giúp anh đả kích đối thủ." Giang Sách gật đầu, "Tôi có thể chấp nhận. Thứ hai, tuy rằng anh là cổ đông, nhưng tất cả mọi việc liên quan đến công ty giải trí đều buộc phải do tôi quyết định." Trình Hải nhíu mày, "Chuyện này sao mà được chứ?" Trình Đan Đình nhìn Giang Sách, "Thế nào?" Giang Sách gật đầu, "Đồng ý." Thứ ba, Tôi yêu cầu số vốn ban đầu là 30 vạn, còn cần anh giúp tôi thu mua hai công ty, cũng như là thành lập trụ sở công ty giải trí của chính mình. Điều thứ ba này mà muốn làm được thì ít nhất phải tốn số vốn 100 vạn. Dựa theo ý tưởng của Trình Đan Đình, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm cho vượt trội nhất. Muốn làm cho vượt trội, qua loa đại khái thì không được, bắt buộc phải tiêu tiền. Không riêng việc phải bỏ tiền mà còn phải bỏ tiền vào những chỗ quan trọng. Giang sách khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không có vấn đề. Ba điều quy ước hoàn toàn thông qua, từ giờ trở đi, dự án ngành công nghiệp giải trí của khoa học công nghệ tầm mộng chính thức khởi động, trình đan đình trở thành xếp tổng của ngành công nghiệp giải trí. Vào ngày đầu tiên sau khi nhậm chức, các nhân viên liên quan đều được triệu tập đến cuộc họp. Trong phòng họp nho nhỏ, Giang Sách, Trình Hải, Thủy Bình, Mộc Dương nhất tất cả đều đến đông đủ. Trình Đan Đình mở máy chiếu lên cô ấy trực tiếp nói thẳng, cái gọi là ngành giải trí, trên thực tế về bản chất cũng giống với các ngành khác, quan trọng nhất chính là hai mảng, tài nguyên, và kênh. Về phương diện kênh, thành phố Giang Nam có đầy đủ các doanh nghiệp cung cấp lớn bé khác nhau, chúng ta có thể từ từ chậm rãi tiêu tiền để đả thông. Mà mảng tài nguyên này là chỗ quan trọng mà chúng ta phải xuống tay. Tài nguyên ngành giải trí lại chia làm hai khía cạnh là tác phẩm và nhân tài. Trước mắt chúng ta chính là một nghèo mặt hai trắng tay, cái gì cũng không có, muốn xây dựng nền móng từ con số không thì tốn thời gian mất sức vẫn chưa chắc có thể đạt được hiệu quả. Cho nên đề xuất của tôi là trực tiếp thu mua thì khá ổn hơn. Trên máy chiếu hiện ra hai công ty. Trình Đan Đình nói, hai công ty này, một công ty là chuyên môn đào tạo nghệ sĩ, một công ty là chuyên sản xuất phim điện ảnh và truyền hình, trước mắt bởi vì tác động lớn của thị trường nên gần như không thể tiếp tục. Vừa hay chúng ta có thể nhân cơ hội đồng thời thu lấy chúng là có thể đồng thời giải quyết hai vấn đề nhân tài và tác phẩm khó giải quyết này. Chương 118, không có việc gì. Tiếp đó, việc chúng ta cần phải làm là đưa vào sử dụng trụ sở công ty giải trí của chính mình, muốn làm to làm lớn thì không thể không có căn cứ địa của bản thân. Cô ấy lại lấy ra một tấm bản đồ, dùng đinh ghim đánh dấu một điểm. Nơi này cách trụ sở điện ảnh thành phố Giang Nam gần vô cùng, lại có giao thông cực kỳ thuận tiện. Tuy rằng lựa chọn xây dựng trụ sở ở chỗ này thì kinh phí đầu tư trong giai đoạn đầu sẽ khá lớn, nhưng một khi xây dựng thành công thì sau này ở phương diện ghi hình có thể tiết kiệm được một lượng lớn tiền vốn, còn có thể thuận lợi trong các khía cạnh giao lưu, là địa điểm vô cùng lý tưởng để xây dựng trụ sở." Trình Đan Đình nói chuyện thoải mái, nói ra từng lý tưởng của cô ấy cho mọi người nghe. Advertisement. Tất cả mọi người ở đây đều phục sát đất. So sánh với Trình Đan Đình phương án vốn đã được thảo luận trước đó của bọn họ cơ bản chỉ là cái rắm không thể không cảm thán, vẫn nên để người chuyên nghiệp tới làm chuyện chuyên nghiệp. Nếu căn cứ và làm theo cách làm trước đây của nhóm người giang sách và mộc dương nhất, phỏng trưng rất nhanh chóng sẽ buông xuôi mất. Sau khi cuộc họp triển khai xong, giang sách dẫn đầu vỗ tay. Không thể không nói, tuy rằng trình đan đình kiêu ngạo nhưng mà người ta có vốn liếng để kiêu ngạo, bản lĩnh của cô ấy trong ngành giải trí cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh được. Có một, hổ tướng, là trình đan đình đây, giang sách cuối cùng đã phát triển được ngành công nghiệp giải trí. Vào lúc kết thúc cuộc họp, trình đan đình giao lại bút lông đen cho giang sách, vỗ vỗ lên bảng trắng nhỏ, nói, người. Mà không có tên thì không ổn, giám đốc giang, đến đặt một cái tên cho đế quốc giải trí. Trong tương lai của anh đi, giang sách cầm bút đứng bên cạnh bảng trắng một hồi lâu, cuối cùng viết ra bốn chữ to màu đen, giải trí ức mạch công ty giải trí ức mạch là sự tưởng niệm chân thành tha thiết của Giang sách dành cho. Em trai Giang mạch, liên tiếp nhiều ngày, toàn bộ tinh thần và thể lực của Giang sách đều dồn hết vào công ty, lần lượt dùng số tiền lớn để thu mua hai công ty, cũng hoàn tất việc sáp nhập. Cùng lúc trụ sở công ty giải trí cũng bắt đầu xây dựng, nhanh nhất là trong vòng một tháng có thể xây xong. Bên phía Trình Đan Đình đặt ra hai việc, việc thứ nhất chính là đả thông các doanh nghiệp cung cấp của từng lĩnh vực tại thành phố Giang Nam để chuẩn bị sẵn sàng cho tài nguyên bắt đầu thu phí sau này. Việc thứ hai chính là không ngừng đưa ra thông báo tuyển dụng, thu hút các nhân tài ưu tú trong lĩnh vực giải trí. Hết thảy đều đang tiến hành một cách hừng hực khí thế. Tuy rằng kinh phí đầu tư trong giai đoạn đầu tương đối nhiều, nhưng theo quan điểm của Giang Sách, trả giá vì mọi thứ đều là điều xứng đáng. Hôm nay, sau khi hoàn thành xong hết mọi việc, Giang Sách kéo lê thân thể mệt mỏi về tới nhà, bước vào cửa liền cảm thấy bầu không khí quá là không ổn. Ba vợ Đinh Khải Sơn hai tay ôm đầu ngồi trên sofa, trừng mắt nhìn một tấm thẻ ngân hàng trên bàn trà, trao mày không biết đang tự hỏi cái gì. Đinh Mộng Nhiên và Tô Cầm đều đứng ở một bên, trên mặt cũng tràn ngập vẻ lo lắng. Ba, mẹ, Mộng Nhiên, mọi người như thế này là làm sao vậy? Giang Sách đi qua hỏi han. Đinh Mộng Nhiên kéo anh qua một bên, không có việc gì đâu, anh mau đi nghỉ ngơi đi. Không có việc gì, thế này mà giống dáng vẻ không có việc gì à. Giang sách nói, anh cũng không phải thằng ngốc, trên mặt mọi người đều tràn ngập yêu sầu, còn nói với anh là không có việc gì. Đinh Mộng Nhiên thở dài, anh này, không phải anh mới vừa tìm được một công việc sao, thấy anh ngày nào cũng chạy xuôi chạy ngược nên không muốn quấy dậy anh. Giang sách mỉm cười, công việc có bạn cũng không thể không quan tâm người nhà mà. Nói anh biết, xảy ra chuyện gì thế? Đắn đo hết lần này đến lần khác xong Đinh Mộng Nghiên mới nói ra tình hình thực tế. Cô chỉ vào tấm thẻ trên bàn kia và nói, chiều nay, trưởng phòng bộ phận của ba em giao thẻ ngân hàng của công ty cho ba, nói ông ấy đến ngân hàng kết toán khoản thanh toán cuối cùng cho một dự án của Cục Thủy Lợi, tổng cộng hơn 3.000 vạn. Sau khi ba em đi rồi mới phát hiện, trong thẻ một đồng cũng không có, gọi điện thoại hỏi trưởng phòng, kết quả trưởng phòng một mực chắc chắn lúc đưa thẻ ngân hàng là có tiền. chương 119, vậy thì đúng là kỳ lạ. Nếu là hơn 30 vạn còn có thể lấy tiền từ trong nhà bù vào. Dù cho là hơn 300 vạn, cắn răng cũng bù được phần nào đó. Vấn đề là, hơn 3.000 vạn, bán nhà đi cũng bù không nổi đâu. Giang sách nhíu mày, mộng nhiên, thế này còn nói là không có việc gì à? Advertisement, Đinh Mộng Nhiên oán thán vài tiếng, không phải là em sợ anh lo lắng sao, hơn nữa chuyện này có nói với anh thì cũng không có cách giải quyết, cho nên không muốn để anh biết, chỉ sợ anh vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc mới. Đang nói chuyện, một chiếc xe BMW màu trắng bạc dùng trước cửa nhà họ Đinh, cửa xe mở ra, một tên đàn ông trung niên đầu hói bụng to bước xuống. Ông ta chính là trưởng phòng bộ phận của Định Khải Sơn Mạnh Kiến Thụ. Nhìn thấy Mạnh Kiến Thụ đi vào nhà, Đinh Khải Sơn vội vàng bước tới đón, vừa mời mạnh kiến thụ ngồi xuống vừa nôn nóng hỏi, trưởng phòng à, anh kiểm tra giúp tôi chưa, hơn 3.000 vạn rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi. Mạnh kiến thụ thở dài rất nặng nề, giọng điệu trầm thấp, Khải Sơn, tôi nói chứ, cậu cũng là người cũ rồi, làm sao mà một chuyện chút xíu thế này cũng làm không xong thế. Đi kết toán khoản thanh toán cuối cùng cho dự án mà cậu cũng có thể gây ra một rắc rối lớn thế này. Định Khải Sơn sụ khuôn mặt ra mà khẩn cầu, trưởng phòng, anh giúp tôi một chút đi, chuyện này tôi thật sự không biết tại sao lại thành thế này mà. Mạnh kiến thủ nói, làm sao mà cậu có thể không biết được. Tôi đã kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ, người của bộ phận tài vụ đã đưa ra chứng cứ rồi, khi lấy thẻ ra thì bên trong đang có 3.000 vạn. Bên phía ngân hàng kia tôi cũng hỏi thăm, không có bất cứ ghi nhận chuyển khoản nào cả. 3.000 vạn, không có, đinh khải sơn quả thực muốn khóc rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu chứ làm sao mà chuyện xui xẻo như vậy lại dính vào ông vậy hả mạnh kiến thụ liếc mắt nhìn đinh khải sơn nói khải sơn à nếu như số tiền này là cậu lấy vậy thì giao ra đây đi đừng nghĩ đến việc mù quáng dở trò xấu cậu cũng không phải là người thiếu tiền đinh khải sơn sốt hết cả ruột trưởng phòng anh nói vậy là có ý gì vốn dĩ không phải là tôi lấy tiền đi được rồi được rồi không phải cậu lấy, vậy thì ai lấy? Định Khải Sơn à tôi nói cậu biết, tôi cũng chỉ có thể giúp cậu giấu trong chốc lát thế này thôi, bây giờ công ty của đối phương đã đang truy hỏi khoản thanh toán cuối tại sao còn chưa qua. Nếu như ngày mai còn không đưa tiền ra, cấp trên nhất định phải điều tra. Mạnh kiến thụ hư lạnh một tiếng, không phải tôi hù dọa cậu, tới ngày mai nếu cậu còn không đưa tiền ra thì chờ ngồi xổm trong từ đi. Định Khải Sơn mặt sảm như cho tàn, chuyện tới lúc này rồi ông còn có thể làm sao bây giờ? Sau khi Giang Sách ở một bên đã hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, anh mở miệng nói, nhìn vào manh mối hiện nay, sau khi thẻ ra khỏi bộ phận tài vụ thì vẫn có tiền, tới ngân hàng rồi thì lại không có tiền, vậy chỉ có thể là đã xảy ra vấn đề trên đường đi. Mạnh kiến thụ gật đầu, không sai, Khải Sơn, cậu cẩn thận nghĩ lại xem, trên đường có phải là đã bị người ta đánh cháo hay không? Hoặc là người của ngân hàng động tay động chân? định khải sơn liên tục lắc đầu không thể nào sau khi tôi lấy được thẻ thì vô cùng cẩn thận thẻ cũng không rời khỏi tầm mắt của tôi lúc ở ngân hàng cũng xử lý thẻ ngay trước mặt tôi không có vấn đề gì cả vậy thì đúng là kỳ lạ mọi người đều không nghĩ thông suốt được việc này giang sách nhìn chằm chằm mạnh kiến thụ cứ như vô tình nói một câu nếu sau khi ba tôi lấy được thẻ không xảy ra sai lầm gì vậy thì vào lúc trước khi ông ấy lấy được thẻ sau khi thẻ rời khỏi bộ phận tài vụ có phải là đã xảy ra vấn đề gì rồi hay không? Hừm, ánh mắt của mọi người cùng dồn về phía mạnh kiến thụ. Mạnh kiến thụ sửng sốt, mắng cậu có ý gì hả? Nghi ngờ tôi chuyển tiền trong thẻ đi đấy à? Giang sách cười lạnh một tiếng, chỉ là thêm một loại khả năng thôi mà. Mạnh kiến thụ đứng dậy, được thôi, uống cho tôi lo lắng sợ hãi giúp đỡ nhà mấy người điều tra, mấy người lại nghi ngờ ngược lại tôi. Đinh Khải Sơn, bây giờ tôi quay về báo lại tình huống cho cấp trên, cậu chờ ngồi tù đi. Định Khải Sơn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng giữ chặt mạnh kiến thụ, van xin, đừng đừng đừng, trưởng phòng, ngài nhất định đừng làm như vậy. Quay đầu lại, Đinh Khải Sơn quát về phía giang sách, anh không có việc gì rồi ba hoa đấy hả? Cút về phòng cho tôi. Trường 120 đều là nhiệt của hai mẹ con này. Giang sách không hề nổi giận, bình tĩnh xoay người tránh đi. Mạnh kiến thụ xí một tiếng về phía anh, sau đó nói với Đinh Khải Sơn, Khải Sơn, không cần biết là số tiền này có phải do cậu lấy hay không, bây giờ đều có thể khẳng định được chính. Advertisement là số tiền này mất ở chỗ cậu rồi. Đêm nay cậu cần phải lấy ra 3.000 vạn lấp kín cái lỗ thủng này, bù vào đó, mọi thứ đều dễ bàn bạc. Bù không được vậy thì cậu toi đời rồi. 3.000 vạn, 3.000 vạn. Định Khải Sơn ngồi lại sofa, 3.000 vạn, làm sao bù được đây giang sách đã đi tới cửa phòng ngủ thì dừng lại quay đầu nhẹ giọng nói ba nếu như ba bằng lòng con có thể bù trước giúp ba lỗ hổng ba vạn này bầu không khí trong phòng ngay lập tức đông cứng đinh mộng nghiên và tô cầm bình thường chỉ hơi nhíu mày họ cho rằng giang sách có chút mạnh miệng không biết tự lượng sức mình còn đinh khải sơn thì không phải đinh khải sơn trợn mắt hét về phía giang sách anh cầm miệng lại cho ông đây sợ chưa đủ mất mặt sao? 30 triệu, anh biết 30 triệu là khái niệm gì không? Cả đời anh cũng kiếm không nổi. Mau cút trở về phòng đi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh. Tô cầm nhanh chóng nháy mắt với giang sách, ba con đang bực bội, con về phòng trước đi. Giang sách không nói gì, vẻ mặt không chút thay đổi, anh rừng dưng đi vào trong phòng ngủ. Bên trong phòng khách, mạnh kiến thụ khinh thường cười, khải sơn, không phải tôi nói chứ anh kiếm đứa con rể kiểu gì vậy. Quá trời không biết xấu hổ. Lúc trước đã nói bảo con gái anh ly hôn với cậu ta, sau đó gả cho con trai tôi. Hai nhà chúng ta thân quen tốt biết bao, cũng không cần phải nổi giận như vậy. Định Khải Sơn không ngừng lắc đầu. Ai, chịu thôi. Chủ nhiệm cho là tôi không muốn đuổi con sâu mọt ăn bám này ra ngoài sao? đều là nhiệt của hai mẹ con này. Vẻ mặt tô cầm và Đinh Mộng Nhiên có chút xấu hổ. Bọn họ đối với Giang Sách đều có lòng tin nhất định. Có điều bây giờ Đinh Khải Sơn đang bực bội lại có chuyện phiền toái lớn, vì không muốn chọc cho Đinh Khải Sơn tiếp tục nóng giận, nên hai người cũng đều im lặng. Định Khải Sơn đứng lên nói: Chủ nhiệm, còn phải làm phiền cậu một chút, tối nay bất kể như thế nào cậu cũng phải giúp tôi giấu kỹ chuyện này, cấp trên ngàn vạn lần không thể biết. Anh yên tâm đi, có tối đây anh cứ an tâm, chỉ là không thể cứ giấu mãi như vậy, ngày mai làm thế nào? Định Khải Sơn nói: Bây giờ tôi lập tức nghĩ cách bù vào lỗ hồng. Mạnh kiến thụ vỗ vào bả vai Đinh Khải Sơn một cái, vậy anh cố gắng lên, không phải tôi dọa anh, nhưng nếu ngày mai anh không thể bù vào lỗ hổng thì sẽ thật sự phải vào tù. 30 triệu không phải con số nhỏ, có thể sẽ phải ngồi trong đó hơn 10 năm, anh tự suy nghĩ một chút đi. Nói xong, mạnh kiến thụ đứng dậy rời đi. Ngay tại lúc mạnh kiến thụ vừa đi khỏi, Đinh Mộng Nhiên lập tức nói, ba, con cảm thấy chuyện này có vấn đề. Định Khải Sơn nhìn cô một cái, vấn đề gì? Ba con cảm thấy giang sách nói không sai tấm thẻ kia nếu thật sự không có vấn đề từ bộ phận tài vụ thì sau khi ba nhận lấy cũng sẽ không xảy ra chuyện không may vậy thì chỉ có thể xảy ra vấn đề trong khoảng thời gian giữa hai người khoảng thời gian này là mạnh kiến thụ cầm thẻ hơn nữa ba có một chuyện con không thể không nói lần trước bà sắp xếp cho con và con trai mạnh trí định của mạnh kiến thụ coi mắt lúc ấy con đã từ chối anh ta chọc cho anh ta nổi giận còn bảo con đợi đó Ba nghĩ xem, có phải là do Mạnh Kiến Thủ cố ý gài bẫy ba hay không? Chương 121, chẳng lẽ thật sự phải ngồi tù? Định Khải Sơn nghe vậy thì giận tím mặt. Ông vỗ bàn một cái, hét lên, "Con nói vậy là có ý gì?" Lần trước coi mắt con mắng Mạnh Chí Định một trận, sau đó chủ nhiệm Mạnh người ta chẳng những không trách móc ba mà còn nói xin lỗi với ba, nói con trai cậu ta khốn kiếp. Một chủ nhiệm như vậy tốt biết bao, sao con có thể qua loa nghi ngờ người ta? ba thấy là gần đây con ở ngây ngốc với giang sách quá lâu cho nên đầu óc cũng trở nên đần độn. Advertisement. Còn nữa, chủ nhiệm người ta nếu quả thật muốn chỉnh ba thì đã có thể trực tiếp mở miệng kêu ba cút đi, cần gì phải chơi trò này. Làm như vậy đối với cậu ta có ích lợi gì sao? Các người chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mộng nhiên, ba khuyên con sau này bớt ở gần giang sách đi, có cơ hội thì tính chuyện ly hôn, oát con xui xẻo đần độn đỏ ba nhìn thấy cậu ta đã phát ghét từ sau khi cậu ta giải ngũ trở về, chúng ta lập tức không có ngày thái bình. Đinh Mộng Nghiên bị chửi máu chó đầy đầu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải chỉ ngồi ở một bên bực bội. Tô Cầm nhanh chóng đến hòa giải, lão già ông đừng nóng giận, có thời gian vẫn nên nhanh chóng nghĩ một ít biện pháp, phải làm thế nào để bù lỗ hổng 30 triệu này kịp thời, ngày mai vẫn chưa có tiền thì ông sẽ phải vào tù, không phải chuyện đùa. Định Khải Sơn suy nghĩ một chút, 30 triệu, nhà chúng ta chắc chắn không ai có, chỉ có tìm người khác. Tìm ai? Ông cụ bên kia có tiền, nhưng với tính khí của ông ấy thì chắc chắn sẽ không cho chúng ta mượn, thậm chí nếu như tôi nói chuyện này với ông ấy, ông ấy nhất định sẽ mắng mỏ tôi một trận. Định Khải Sơn suy nghĩ một chút, nói, đúng rồi, mộng nghiên, anh rể lớn đường mặt của con là phó tư lệnh chiến trường phía đông, nhiều năm như vậy hẳn phải có không ít của cải, 30 triệu đối với cậu ta mà nói cũng không phải chuyện to tát gì phải không? Đinh Mộng Nhiên gật đầu một cái, lấy năng lực và địa vị của anh ấy, 30 triệu quả thật không phải chuyện lớn. Được, Đinh Khải Sơn cầm áo khoác lên, bây giờ ba sẽ đi ngay đến nhà anh rể lớn của con một chuyến, mượn tiền đường mạt. Hả, ba, con cảm thấy không ổn lắm đâu. Có cái gì không ổn? Đinh Mộng Nhiên nói, trước đó bởi vì chuyện sửa đổi chuyên ngành, con và chị cả, anh rể lầm Mỹ rất không vui, bọn họ cho dù có tiền thì có lẽ cũng sẽ không cho mượn không vui thì không vui, mọi người làm thân một hồi, cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ. Đinh Khải Sơn thở dài, chuyện cho tới bây giờ, ba không đi tìm đường mặt thì còn có thể tìm ai. Đinh Mộng Nhiên theo bản năng nhìn về phía phòng ngủ một cái, có lẽ ba thật sự có thể hỏi giang sách một chút. Nếu anh ấy lên tiếng, có lẽ sẽ thật sự có cách giúp ba. Cậu ta, Đinh Khải Sơn cười nhạt, thằng oát con vô dụng đó, nếu nó có tiền còn phí cả ngày ở nhà chúng ta sao? Mộng Nhiên, đã là lúc nào rồi mà con còn bỡn cợt ba. Không nói nữa, bây giờ ba sẽ đi ngay đến nhà đường mặt một chuyến, mộng nhiên con ở nhà trông nom nếu chủ nhiệm bên kia có bất kỳ tình huống gì thì con lập tức nói cho ba. Đinh mộng nhiên gật đầu một cái. Định Khải Sơn mặc áo khoác vào đi ra cửa, giờ phút này bên ngoài còn đang mưa nhỏ râm rang, ông giơ tay che mặt, chạy chậm vào nhà xe, lái xe rời đi. Hai mẹ con Đinh Mộng Nhiên và Tô Cầm ở nhà mặt mày ủ ê, nếu như có thể thuận lợi mượn được tiền thì tốt, nếu như không mượn được thì phải làm sao? Chẳng lẽ thật sự phải ngồi tù? Ai? Vào giờ phút này, trên quốc lộ tối đen, hạt mưa rơi xuống một chiếc xe đang phóng nhanh. Bên trong xe, Mạnh Kiến Thụ một tay vịn tay lái một tay cầm điện thoại đang trò chuyện vui vẻ với con trai Mạnh chỉ định. Ba, chuyện thế nào rồi? Yên tâm đi, tên ngu ngốc Đinh Khải Sơn đó thật sự cho rằng tiền do ông ta làm mất, đang nghĩ cách gom tiền bù vào. Mạnh chỉ định nói, ha ha, quả nhiên là một lão già ngu xuẩn, lần trước thấy con gái ông ta là một người ngu ngốc, không ngờ ông ấy càng ngu ngốc hơn. Nghĩ tới buổi coi mắt lần trước là đã bực bội, lại dám từ chối con, ha ha, cho cô ta biết mặt. chương 122, đây là một vấn đề. Trong phòng ngủ, hình như khi Giang Sách đang gọi điện cho Mộc Dương nhất bàn chuyện thì ngay lúc đó Đinh Mộng Nhiên đẩy cửa tiến vào. Thấy vậy anh vờ như tùy ý cúp máy. Đinh Mộng Nhiên vén vén tóc, giọng điệu lộ ra vẻ hối lỗi, thật xin lỗi. Hả? Em thay mặt ba em nói, em biết anh cũng là vì muốn tốt cho ông ấy. Nhưng ba em lại luôn để tâm vào những chuyện vụn vặt, khó mà rút ra được. Advertisement. Giang sách nở nụ cười đáp, không sao đâu, anh cũng không để tâm chuyện này, chủ yếu là phải giải quyết được vấn đề đã. Ninh Mộng Nhiên thở dài một hơi, bây giờ ba em đi tìm đường mạt, hy vọng có thể vay được tiền. Sau khi hai người trò chuyện, điện thoại di động của giang sách liền vang lên âm bảo có tin nhắn mới giang sách bình tĩnh mở tin nhắn ra xem nội dung vẻn vẹn vài chữ đã tìm ra nguyên nhân anh cất điện thoại di động tùy tiện mặc một cái áo khoác sau đó đi ra ngoài trễ thế này rồi anh còn muốn đi đâu đinh mộng nhiên hỏi giang sách ngừng lại trước cửa suy nghĩ một chút rồi cười nói đi làm thám tử để tìm lại số tiền khổng lồ không cánh mà bay kia Trước khi Đinh Mộng Nghiên kịp nghe hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Giang Sách đã biến mất khỏi tầm mắt. Bên kia, chiếc xe hơi màu đen nhỏ chạy thẳng về phía trước trong làn mưa, cuối cùng dừng lại trước của một căn biệt thự sang trọng. Đinh Khải Sơn dùng tay che mưa rồi chạy lại nhấn chuông cửa. Khoảng hơn 5 phút sau mới có người từ trong sân đi ra mở cửa. Cha, đây không phải là ông Khải Sơn hay sao? Trễ thế này rồi sao lại tới đây tìm chúng tôi? Quản gia bất ngờ nói chuyện này, đường mạt và tử ngọc có ở nhà không? tôi có việc gấp muốn tìm bọn họ. hai người họ đang xem tivi, mời ngài đi vào với tôi. quản gia dẫn đinh khải sơn vào phòng khách ngồi, đưa cho ông ta chiếc khăn lông nóng để lau mặt, rót trà mời khách, sau đó đi báo với đinh tử ngọc và đường mạt. một lát sau, hai người mặc quần áo ngủ đi tới phòng khách sau đó ngồi xuống ghế đối diện đinh khải sơn, đường mạt và đinh tử ngọc liếc nhìn nhau trong lòng đều nghi ngờ không biết hơn nửa đêm rồi mà Định Khải Sơn đột nhiên chạy tới đây làm gì, lại còn chật vật như thế nữa. Ninh Tử Ngọc cười hỏi, chú ba, buổi tối sao lại không ở nhà nghỉ ngơi mà lại chạy đến tìm chúng con có việc gì vậy? Hai tay Đinh Khải Sơn run rẩy, do dự, ấp úng một lúc lâu cũng không nói được từ nào. Chuyện này quả thực hơi khó nói. Ninh Tử Ngọc là người tinh ý, chỉ liếc qua sơ đã nhận ra dáng vẻ muốn nhờ vả của ông, ngoài mặt lại mỉm cười giả lả, chú ba, có phải chú có chuyện muốn nhờ chúng cháu giúp đỡ không? Đều là người nhà với nhau, chú cứ nói đi, nếu chúng cháu giúp được thì sẽ cố gắng giúp. Hai, Đinh Khải Sơn kể sơ lại chuyện xảy ra ban ngày với nét mặt cay đắng, cuối cùng. Mở miệng khẩn cầu, tử ngọc, đường mạt, chú biết hoàn cảnh hai cháu tương đối khá giả, trong tay chắc không thiếu tiền, có thể giúp chú ba lần này được không? Nói đùa à, vừa mở miệng đã đòi đến 3.000 vạn, nếu là khoảng 3 vạn, 30 vạn, coi như người thân cho mượn cũng được đi, những 3.000 vạn, số tiền lớn thế này sao có thể cho mượn? Ninh tử Ngọc Lộ ra vẻ mặt không vui, bắt chéo hai chân nói, chú ba, chúng cháu không phải là không muốn cho mượn mà do chú làm khó chúng cháu quả. Sao chúng cháu có thể lấy ra 3.000 vạn ngay được chứ? Đường mặt bổ sung, hơn nữa một khoản tiền lớn như vậy mà cho chú mượn thì sau này chú trả thế nào được? Đây là một vấn đề mượn là một chuyện, mượn mà có trả được hay không lại tính là chuyện khác. Đến lúc đòi lại không trả nổi, thì bọn họ biết tìm nơi nào nói phải trái đấy. Cơn giận trong lòng Đinh Khải Sơn sông đến tận óc, đã bao giờ ông phải trải qua chuyện nhục nhã như thế này. Nhưng người đã đến bước đường cùng không thể không cúi đầu. Ông hèn mọn nói, đường mặt à, chú lấy tính mạng ra đảm bảo, chỉ cần cháu cho chú mượn tiền thì chú chắc chắn sẽ trả lại cho cháu. Tính mạng, đường mặt cười ha ha, không hề khách khí nói, nói một câu hơi khó nghe, tính mạng của chủ đáng giá 3.000 vạn. Quá độc ác, chương 123, nói cho anh biết, nằm mơ giữa ban ngày. Nói ra lời vốn không có chút tình cảm họ hàng nào như vậy. Mặt Đinh Khải Sơn không nhịn được cơn tức nhưng vẫn nghiến răng kìm lại, cầu xin, tử ngọc, đường mạt, nếu như các cháu không giúp chú, ngày mai chú sẽ rơi vào đường cùng, các cháu không thể thấy chết mà không cứu chứ. Hai, nói như vậy là sao? Đinh tử Ngọc không vui, chú ba, chứ không thể nói như thế để ép chúng cháu được. Hơn nữa, chú chỉ là chú ba của cháu, nói về quan hệ gần xa, chú hẳn phải tìm ông cụ trước chứ. Ông cụ là gia chủ nhà họ Đinh, quản lý toàn bộ quyền tài chính của nhà họ Đinh, ông ta có nhiều tiền nhất. Chú bỏ gần tìm xa, không tìm người thân nhất có tiền nhiều nhất lại đến tìm chúng cháu làm gì. Advertisement Đường mặt hùa theo, chú ba nói thế nào đi nữa chủ cũng là con ruột của ông cụ, ông ta sẽ không thấy chết mà không cứu đâu. Định Khải Sơn nổi giận. Như thế tức là nói ra sao các cháu cũng không chịu cho ta mượn. Không phải là không cho mượn mà là không có để cho mượn. Được, tạm biệt. Đi thong thả, không tiễn. Định Khải Sơn đá một cái văng bàn trà nhỏ, giận đùng đùng đứng dậy rời đi. Ninh Tử Ngọc phun nước miếng về phía ông, cái thứ gì vậy? Vừa mở miệng đã đòi 3.000 vạn, sao không đi ăn cướp đi? Đường mặt cười một tiếng, trước tiên chúng ta hãy gọi điện thoại kể chuyện này cho ông cụ, coi như tặng cho ông cụ một phần kinh hỉ thì sao? Ninh Tử Ngọc cười xấu xa nói, chồng, anh cũng đủ ác à nha. Hừ, giang sách, Đinh Mộng Nhiên chơi chúng ta bao nhiêu lần. Vốn là nhà bọn họ nợ chúng ta. Bên kia Đinh Khải Sơn hầm hừ chạy ra cổng, trực tiếp lên xe đi về, ông bất chấp nước mưa trên mặt cuống cuồng lật đật móc di động ra ông vừa lái xe đi khỏi đó vừa gọi điện loại cho ông cụ rất xin lỗi thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận xin quý khách vui lòng gọi lại sau nhấn liên tiếp hơn 10 lần rốt cuộc ông cụ cũng nhận điện thoại đinh khải sơn vội vàng nói ba con có chuyện muốn với ba tâm miệng tôi biết anh muốn nói gì tử ngọc đã nói với tôi rồi anh làm mất 3.000 vạn của cục thủy lợi nên mới muốn tìm tôi mượn tiền bù vào đúng không nói cho anh biết nằm mơ giữa ban ngày cả đời tôi đều sáng suốt sao lại sinh ra kẻ vô dụng như anh vậy khải sơn có câu nói là người nào làm người nấy chịu anh làm mất tiền thì hậu quả tự mình gánh lấy tôi mặc kệ anh mượn tiền ai cũng được nhưng đừng nghĩ đến chuyện có được một đồng tiền nào từ tôi nếu là anh không bù vào lỗ thủng đó được thì cũng đừng mong tôi cứu anh chờ đi bóc lịch đi tôi không có loại con trai vô tích sự như anh tít tít ông cụ trực tiếp cúp điện thoại đôi mắt Đinh Khải Sơn sững sờ, cả người rơi vào trạng thái yên lặng. Xe chạy chậm chậm trên đường, chạy mãi chạy mãi bỗng ngừng lại. Đinh Khải Sơn bỏ điện thoại di động qua một bên, hai tay ôm đầu gục trên tay lái khóc lóc thảm thiết, lộ ra dáng vẻ của một người đàn ông bị đẩy đến đường cùng. Không có bất kỳ ai nguyện ý chia tay ra giúp ông cả. Dù là cha ruột cũng chỉ bỏ đi xuống giếng. Thói đời nóng lạnh. Ngay giờ khắc này Đinh Khải Sơn cũng đã triệt để thấu hiểu ông chậm chậm ngẩng đầu nhìn về phía dòng sông đằng đẵng ven đường, trong lòng xuất hiện cảm giác bị thương. Không trả được tiền thì phải ngồi tù mười mấy năm, tôi cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, sau khi ra tù còn đi được sao? Sống, còn ý nghĩa gì đâu. Mưa càng rơi càng lớn, mưa to không ngừng như chút nước. Một chiếc xe hơi nhỏ dầm mưa chạy đến trước tòa nhà văn phòng của người tổng phụ trách khu vực Giang Nam, sau khi dừng xe hẳn hoi, một người đàn ông trung niên ăn vận tây trang bước xuống ông ta chính là phó cục trưởng của cục thủy lợi Trần Dục. Vốn dĩ đang ở nhà chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nhận được điện thoại của tổng văn phòng yêu cầu lập tức tới đây một chuyến. Trần Dục biết chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra, lập tức mặc quần áo đàng hoàng lái xe chạy lại tới đây. Chương 124, Mạnh Kiến thụ sợ chết khiếp. Ông ta vừa mới xuống xe thì bên cạnh có một chiếc xe cảnh sát chạy tới, một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát từ trên xe bước xuống, Chính là Phó Cục Trưởng Cục Cảnh sát Viên Tử Hoàn Phó Cục Viên, anh cũng tới rồi à? Ngài là Phó Cục Trần đúng không? Anh cũng nhận được điện thoại của Tổng Văn phòng Advertisement Sao? Đúng vậy Biết là chuyện gì không? Viên Tử Hoàn hỏi Không biết nữa Đột nhiên gọi nói tới đây một chuyến Tôi cũng hoang mang đầy Phỏng chừng là có chuyện lớn xảy ra Đi, đi vào văn phòng người Tổng Phụ trách xem thử Ừ, đi thôi hai người một trước một sau vội vội vàng vàng đi vào tòa nhà, thang máy lên đến tầng 16, Mộc Dương Nhất đã sớm chờ sẵn ở cửa thang máy. Dưới sự hướng dẫn của Mộc Dương Nhất, Trần Dục và Viên Tử Hoàn tiến vào văn phòng, nhìn thấy một người đàn ông tuân tủ sáng sủa ngồi ở vị trí người tổng phụ trách lạnh lùng nhìn bọn họ. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy được gương mặt thật của người tổng phụ trách. Hai người thoáng nhìn nhau, cũng không dám nói một lời nào. Giang sách ném một phong thư lên bàn, các người mở ra tự mình xem đi. Trần Dục duỗi tay lấy phong thư mở ra, xem xét ảnh chụp, thư từ, ghi chép ở bên trong từng thứ từng thứ một, viên tử hoàn ở bên cạnh xem cùng. Nhìn sơ một cái, Trần Dục đã trắng bệch hết mặt mũi, sợ tới mức cả người run rẩy. Sau khi xem xong toàn bộ, Trần Dục nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ nói, tổng phụ trách, chuyện này tôi cũng vừa mới biết được, cuộc thủy lợi chúng tôi đã xảy ra loại chuyện thế này là do tôi sơ suất trong quản lý, bây giờ tôi lập tức đi xử lý ngay đây. Giang sách nói, các người tách làm hai nhóm, Trần Dục, ông đi xử lý vấn đề của Đinh Khải Sơn. Viên Tử Hoàn, ông giải quyết mạnh kiến thụ. Vâng, tuân lệnh, hai người không nói nhiều lời vô nghĩa, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh thì lập tức xoay người rời đi, lúc rời khỏi còn có thể cảm nhận được Trần Dục sợ hãi mà phát run. Giang sách bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì đó, đang nói thầm bên tại Mộc Dương Nhất vài câu. Mộc Dương Nhất gật đầu rời khỏi văn phòng. Vào giờ phút này, ở bên trong một câu lạc bộ với ánh đèn nê ông lập lè, Mạnh Kiến Thụ cùng con trai là Mạnh Chỉ Định đang vui sướng ca hát uống rượu. Bọn họ mỗi người ôm một người đẹp nóng bỏng gợi cảm, sung sướng ra mặt. Mạnh Chỉ Định nói, ba à, ba đoán cái ông già Đinh Khải Sơn kia bây giờ sẽ cầu xin giúp đỡ ở đầu đây. Mạnh Kiến Thụ vui vẻ, mặc kệ ông ta, dù sao cũng cầu cái này cầu cái kia giống loại chó nhật thôi cuối cùng có khi một xu cũng cầu không được ông ta đó hả lúc này chết chắc rồi l ha ha nào ba à hai ba con mình cùng một cái đi hai người đang uống thì bỗng nhiên cửa phòng trong câu lạc bộ bị đá văng ra một nhóm cảnh sát mặc đồng phục vào tiến vào bao vây tất cả mọi người ở hiện trường giơ súng nhắm ngay vào đám người mạnh kiến thụ mạnh kiến thụ sợ chết khiếp không được nhúc nhích tất cả mọi người hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống mọi người không dám hít thở mạnh cả một đám người đều ngồi xổm xuống mạnh kiến thụ ngẩng đầu nhìn thử vừa hay gặp được người quen cười ha ha nói phó cục viên là tôi đây mạnh kiến thụ lần trước chúng ta còn cùng nhau ăn cơm đấy ông quên rồi sao hôm nay tôi chỉ tới đây ca hát uống rượu thế này đâu phải chuyện gì lớn đâu đúng chứ làm sao mà huy động nhiều người như thế tới đây vậy Viên tử hoàn lạnh lùng nói, không cần lôi kéo làm quen, mạnh kiến thụ, bây giờ cảnh sát cáo buộc ông đánh cắp 3.000 vạn trong tài chính của công ty, giả tạo thẻ ngân hàng, vụ oan giá họa cho người khác, mời ông phối hợp một chút cùng chúng tôi quay về. chương 125, Giang sách đâu rồi? Là định Khải Sơn giải quyết vụ án sao? Không có thể nào đâu, ông ta nào có bản lĩnh đó chứ? Càng nghĩ càng không thông suốt được, hai tay mạnh kiến thụ bị còng lại rồi bị cảnh sát đưa đi. Viên Tử Hoàn nhìn hết mọi người ở xung quanh hiện trường, cảnh cáo, mấy người các người chú ý đến hành vi của chính mình chút đi. Rút. Advertisement. Viên Tử Hoàn dẫn theo một đám người rời khỏi hiện trường. Tại một nơi khác, Đinh Khải Sơn đang lái xe trên đường cái bên bờ sông, nghe hạt mưa tí tách nhỏ giọt rơi trên nóc xe. Cõi lòng ông đã hoàn toàn lạnh lẽo rồi. Mượn tiền không được, tìm không ra bất cứ một người nào có thể giúp ông, chờ đến khi trời sáng thì ông phải vào tù thôi. Tôi không muốn ngồi tù. Tôi không muốn. Dưới sự cô đơn tuyệt vọng, Đinh Khải Sơn nhìn về phía sông lớn mênh mông kia, quyết tâm đẩy cửa xe ra đi tới bờ sông. Hạt mưa rơi trên khuôn mặt tuyệt vọng và bất lực của ông. Bà xã, con gái, ba xin lỗi mọi người. Ba phải đi trước một bước đây. Định Khải Sơn đi tới bờ sông, nước sông hất lên thấm ướt đôi giày của ông. Vào ngay khi ông đã hạ quyết tâm chuẩn bị nhảy xuống, bỗng nhiên có một chiếc xe hơi nhỏ lại qua tới đèn xe chiếu lên người đinh khải sơn sau đó một giọng nói quen thuộc truyền tới khải sơn đừng làm việc ngu ngốc đinh khải sơn sửng sốt giọng nói này là phó cục trưởng ông xoay người nhìn thấy phó cục trưởng cục thủy lợi trần dục đang đi về phía ông trần dục vừa đi vừa nói chuyện của cậu đã giải quyết xong phía trên đã điều tra rõ ba nghìn vạn không phải do cậu đánh cắp mà là bị tên khốn nạn mạnh kiến thụ kia tự mình chuyển đi. Thẻ ngân hàng mà ông ta đưa cho cậu vốn không phải là cái mà cục tài vụ đưa, cậu vô tội. Tôi, vô tội ư. Định Khải Sơn quả thực không thể tin được vào tai của bản thân mình nữa. Lỗ hổng cứ như vậy được lấp kín. Áp lực cực lớn trên bờ vai ông đột nhiên rút hết đi, cả người giống như bị ép khô, thình thịch một chút liền sụi lơ ngồi trên mặt đất. Trần Dục đi tới cầm ô cho ông, khom lưng nâng ông đứng dậy đinh khải sơn ngây ngốc hỏi phó cục trần ngài không phải đang đùa tôi đấy chứ trần dục nghiêm túc nói loại chuyện này làm sao mà tôi có thể đùa cậu được cậu đấy thật sự vô tội chúng phải bẫy dập của mạnh kiến thụ hiện tại tổ chức đã điều tra rõ tất cả vấn đề cậu không sao nữa rồi tôi không sao tôi không sao nữa rồi định khải sơn ngửa mặt lên trời hét to cảm xúc đè nén bấy lâu kia rốt cuộc vào khoảnh khắc này đã được giải phóng ông siết chặt cánh tay trần dục cảm ơn cảm ơn phó cục trần nếu không có anh chỉ sợ tôi cũng đã nhảy sông tự sát chết không rõ ràng rồi trần dục mỉm cười không cần cảm ơn tôi vậy thì cảm ơn ai trần dục nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói lại từ đầu đến cuối dựa theo lời mà lúc mộc dương nhất nói với ông ta cậu hẳn là nên cảm ơn một người trẻ tuổi tên là giang sách là cậu ta phát hiện ra không điều thích hợp, tích cực tìm kiếm chứng cứ, giúp đỡ cảnh sát phá được án lớn, còn tôi thì mãi sau này mới nhận ra. Đầu óc Đinh Khải Sơn như thể váng vất rồi. Giang, sách, số 33 tiểu khu liễu danh huyền trong căn biệt thự cũ kỹ. Đinh Mộng Nhiên và Tô Cầm lo lắng chờ đợi trong nhà, Đinh Khải Sơn đi lâu như thế mà vẫn chưa về điện thoại cũng không gọi được, cũng chẳng biết ông đã đi đâu gọi điện thoại cho đinh tử ngọc thì họ mới biết đinh khải sơn đã rời đi từ sớm đã đi rồi vậy vì sao vẫn chưa về nhà hai người lo lắng tới mức đi tới đi lui trong phòng không bao lâu sau xe đã về đinh khải sơn chạy chậm vào phần cả người ướt sũng nước mưa tô cầm nhanh chóng đi lấy khăn lông khô đinh khải sơn hỏi dò giang sách đâu rồi đinh mộng nghiên choáng váng ba cố xảy ra chuyện gì vậy vừa về đã hỏi giang sách đi đâu anh ấy vừa đi ra ngoài còn cũng không rõ là đi đâu